Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện toàn cầu cao vũ của tác giả lão ưng cực tiểu kê Bộ truyện được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube thích nghe truyện 247 Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây Nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Chiến vương vốn không muốn đến, nhưng lúc này vẫn đến. Đứng trên đỉnh núi ngự hải, chiến vương nhìn giới vực, cười ha hả nói, sư huynh. Sư điệt, không quan tâm là ai, tưởng thiên minh ta cũng sẽ không nhớ thương tình cũ. Lần này hai hậu duệ của ta tiến vào, yêu cầu không cao, cứ tiến vào kim thân cảnh là được. Đều là người trong nhà, ta cũng không yêu cầu gì cả. Giúp các người bảo vệ môn hộ mấy trăm năm, đây cũng là điều ta nên được. Đúng lúc này, bên trong ngự hải sơn, một hư ảnh bỗng nhiên hiện ra thản nhiên nói sư đệ đại cục làm trọng đại cục chiến vương không cảm thấy ngoài ý muốn ngáp một cái cười lạnh nói ta mặc kệ đại cục gì gì đó lần này hai vị hậu duệ của ta không vào bát phẩm vậy ta sẽ phá hủy nhà rùa đen của các ngươi sư đệ hà tất phải như thế đừng sư đệ chiến vương bực mình nói ai là sư đệ của ngươi công vô tử phải không mặc kệ ngươi là công vô tử hay là kiếm của mạc vấn ta mặc kệ ta đã phát hiện ra ở đế phần rất nhiều năm rồi nó chuẩn bị cho hậu duệ của ta đấy lần này kế hoạch của ta đã bị đánh gãy hoàn toàn ta mặc kệ những thứ này hậu duệ của ta tiến vào lấy không được chỗ tốt tương ứng vậy ta liền xuống tay với các ngươi người trong nhà vậy thì chăm sóc người một nhà không chăm sóc ta chính là người xa lạ là kẻ thù chiến vương cũng dứt khoát ngươi cho lợi ích ta nhận thân thích không cho ai thèm để ý đến ngươi về phần chuyện năm đó đã sớm quên bọn họ bây giờ không phải bọn họ năm đó mấy trăm năm qua chiến vương căn bản không quan tâm thân phận của hắn rốt cuộc là gì đạo hư ảnh này hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy trước đó đã từng gặp qua khi đó cũng là cơ duyên xảo hợp nhưng lúc đó đối phương cũng không nói gì hắn còn tưởng đó chỉ là hư ảnh thật nhưng bây giờ hắn đã biết đối phương có lẽ là sư huynh của mình nhưng vậy cũng không có gì bản thân xưa đâu bằng nay chính là tuyệt cường giả trong tuyệt đỉnh hắn cũng không hàm hồ những người này. Hư ảnh nghe vậy tiếp tục nói, xem ra, người cũng biết một chút, vì sao phải lựa chọn ủng hộ ngoại nhân. Người ngoài, chiến vương đạm mạc nói, ta còn chưa tu luyện tới mức đoạn tình tuyệt dục, các người đã không hiện thân, vậy ta tự nhiên phải ủng hộ hậu duệ của ta. Bớt nói nhảm, lần này không thành, lần sau chúng ta lại tiếp tục tính. Hiện tại hắn cũng không có tâm tình để ý tới lão cổ đồng này. Dựa theo lời Trấn Thiên Vương nói, hắn là sư đệ của công vô tử, nhưng vậy thì sao? Mấy trăm năm, hắn đã sớm quên hết tất cả, không quan tâm đến hư ảnh nữa, ánh mắt Chiến Vương nhìn về phía những nơi khác, điều này cũng khiến cho rất nhiều người thoải mái hơn rất nhiều. Sự tồn tại của Chiến Vương cũng là định hải thần châm. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có cường giả nhập vực, mà bầu trời phía trên giới vực, tiếng nổ mạnh không ngừng, đế mộ muốn triệt để mở ra. Chương 877, đế mộ, từ cái sơn, cái gọi là đế mộ, ngay tại bên ngoài giới vực chi địa ở dưới chân núi. Đám người phương bình chạy đi hơn trăm dặm, rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của đế mộ, không cần lão vương giới thiệu, tất cả mọi người nhìn thấy địa giới phía trước kia, đều biết đó chính là vị trí đế mộ. Có chút tương tự với vương chiến chi địa, nhưng cũng không giống nhau. Vách ngăn bên ngoài vương chiến chi địa là tinh thần lực còn sót lại cố hóa mà thành, mà đế mộ, xung quanh đều là khe hở màu đen. Lúc này, Tưởng Siêu nhanh chóng nói, đây chính là đế mộ. Trận chiến năm đó những người này đánh nát hư không, vết nứt không cách nào khép lại, bốn phương tám hướng đế mộ đều là vết nứt màu đen như vậy. Lão tổ nói, muốn vào đế mộ, nhất định phải chờ khe nứt nơi này khôi phục lại bình ổn mới được, hơn nữa còn phải tìm được con đường chính xác. Có một số vết nứt, một khi tiến vào, dù không chết cũng sẽ mang người tiến vào khu vực chiến trường không gian xa lạ, rất có thể trực tiếp ra khỏi nơi đây. Nơi này còn nguy hiểm hơn cả vương chiến chi địa, khe nứt không gian tuy không thể miểu sát cửu phẩm, nhưng có vài khe nứt cường độ cao, nhiều phen cắt xuống, cửu phẩm cũng rất dễ dàng ngã xuống. Đừng nói cửu phẩm, khe hở quá nhiều, tuyệt đỉnh cũng nguy hiểm. Mặc dù không gian chiến trường tồn tại, nhưng không có nghĩa là tiến vào khe nứt liền tiến vào không gian chiến trường. Bên phía đế mộ, không thể tự tiện xông vào. Phương Bình dừng bước, nhìn về phía mấy người tưởng siêu, trầm giọng nói, vậy các người tự mình cẩn thận. Vết nứt đối với võ giả thất bát phẩm, gần như là miểu sát, một khi đi nhầm, chúng ta có thể sẽ tiến vào chiến trường các ngươi vậy liền trực tiếp tử vong tưởng siêu gật đầu vương kim dương nhanh chóng truyền âm nói hình như ta đã phát hiện ra con đường có một số khe nứt hình như là nối thẳng đến một chỗ khác xuyên qua những khe nứt này lực hấp dẫn bên trong đối với ta mạnh hơn một chút phương bình bất động thanh sắc tinh thần lực nhìn về phía sau phía sau càng ngày càng nhiều cường giả cũng theo tới những người này không có tới gần đều ở cách bọn người phương bình hơn ngàn dặm nhìn ma đế thật bạo tay bên ngoài có người khẽ cười một tiếng cảm khái một câu lấy khe nứt không gian làm bình phong trực tiếp chế tạo đế mộ thủ bút rất lớn giới vực chi địa kỳ thật cũng có khe hở không gian cơ quan như vậy nhưng đó là nhiều năm bố trí mà thành mà trận chiến ma đế kia là trong lúc vội vàng phát sinh cuối cùng có thể ở chân núi tử cái sơn chế tạo ra một mảnh cấm địa mới nhiều năm như vậy cũng chưa từng tiêu tán cũng nói rõ ma đế cường đại rất nguy hiểm. Thường Sơn Khải nói với thanh niên cửu phẩm bên cạnh một câu, thanh niên là đế tử, hậu duệ vô thượng thường dung thiên đại đế, cũng không phải là đời thứ hai, nhưng huyết mạch cũng rất gần. Thanh niên khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người phương bình, ánh mắt hung ác nham hiểm, rất nhanh không tiếp tục để ý đến bọn họ nữa, nhìn về phía những vết nước tối như mực kia, mở miệng nói, thường sư huynh, nơi đây diện tích không rộng, bên trong có không gian tu di hay không? Chắc là có, Thường Sơn Khải gật đầu nói, thiên địa hư không ở đây đều có chút khác biệt, bên trong có thể là cùng loại với tiểu thế giới ở thiên ngoại thiên. Năm đó chưa vị đại đế chiến tử ở đây, ma đế tự bạo, rất có thể nổ ra một tiểu thế giới. Thanh niên hiểu rõ, tiếp tục truyền âm nói, đám người phương bình thực lực không kém, nếu thật sự bị bọn họ cướp đi kiếm chu thiên, hoặc là thi thể của chư đế, trung quy vẫn không ổn. Cho dù chúng ta cũng có sắp xếp, nhưng không thể không phòng, nếu thật sự bị những người này mang đi những thứ này, cũng là phiền phức thường sơn khải trầm ngâm một lát nhìn về phía lưu khám cách đó không xa lưu khám bất động thanh sắc khẽ gật đầu tầm mắt nhìn về phía cấm kỵ hải bên kia có nhân loại tự xưng đến từ vô danh sơn cấm kỵ hải lưu khám đã liên lạc xong chỉ chờ tiến vào đế mộ tùy thời có thể liên thủ mặc dù cường giả khắp nơi đều có tính toán nhưng những bảo vật như kiếm chu thiên này có thể lấy được tốt nhất có thể trực tiếp lấy được chiếm cứ tiên cơ thường sơn khải thấy thế ánh mắt cũng nhìn về phía đám nhân loại cấm kỵ hải. Không lên tiếng, nhưng hai bên liếc nhau, cũng có ăn ý. Sau một khắc, Thường Sơn Khải nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt. Long biến phản độ thiên là ý gì? Vương Hàm Nguyệt thấy hắn nhìn, hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, truyền âm cho Vương Nhược Băng nói, Nhược Băng, ngươi không cần vào đế phần, ở bên ngoài chờ là được. Ngươi là đích nữ của sư tôn, không tham dự bảo vật chi tranh, cũng không ai sẽ ra tay với ngươi, ta dẫn mấy người thiên tiến vào, sư tỷ, ta muốn đi vào. Vương Nhược Băng nghiêm túc truyền âm nói, nếu băng không phải không hiểu chuyện, lần này phụ thân để ta tới là vì trong đế phần có cơ duyên, có lẽ có thể giải quyết triệt để thương thế của ta. Vốn dĩ phụ thân muốn đến, nhưng hắn vừa đến, tất nhiên sẽ trở thành trung tâm được các cường giả khắp nơi chú ý. Mấy năm nay, Nhược Băng liên lụy phụ thân, liên lụy chư vị sư huynh sư tỷ. Vương Nhược Băng sắc mặt ảm đạm, năm đó phụ thân đại chiến trở về, trọng thương trong người, còn muốn vì Nhược Băng xuất chiến, liên lụy phụ thân thương thế càng nặng, qua nhiều năm như vậy cũng chưa khỏi hẳn. Nhược băng biết phụ thân, để ý cũng không phải là thần khí, cũng không phải là ma đế chi đạo. Phụ thân lần này để cho sư tỷ cùng ta đến đây, cũng là vì nhược băng tổn thương. Nói đến những điều này, Vương Hàm Nguyệt cũng có chút thổn thức, có chút than thở. Vương Nhược Băng tuy là đích nữ của Long Biến Thiên Đế, vẫn là người nhỏ nhất, nhưng năm tháng tồn tại cũng rất lâu. Nàng có ca ca tỷ tỷ, nhưng phần lớn đều chết trận, đã chết khi long biến thiên đế còn chưa thành đế vương nhược băng là nữ nhi nhỏ nhất của thiên đế vốn là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào thân thể nhưng khi còn rất nhỏ vương nhược băng đã có thương thế trên người cụ thể là thương tích gì vương hàm nguyệt cũng không rõ lắm chỉ biết là qua nhiều năm như vậy mỗi lần đại đế đều phải hao phí tinh lực thật lớn phong ấn vương nhược băng lại lo lắng nữ nhi trường kỳ phong ấn quá mức tịch mịch cách một đoạn thời gian lại sẽ giải trừ phong ấn để cho nàng đi ra nhìn xem ba phen như vậy thiên đế cũng lao tâm lao lực quá độ lần này đến đế mộ những đại đế khác có lẽ là vì đạo của những đế tôn khác vì thần khí đại đế càng nhiều hơn vẫn là vì lấy được bảo vật có thể trị liệu cho vương nhược băng đáng tiếc đại đế không thể tùy tiện đến đây bằng không có lẽ sẽ dẫn phát chư cường vây công vương hàm nguyệt nghe nàng nói như vậy suy nghĩ một chút truyền âm nói trước khi đến sư tôn từng nói lần này đế mộ mở ra có lẽ ma đế sẽ giúp tử cái sơn tìm một truyền nhân thậm chí tìm một truyền nhân cho hắn Ma đế tuổi tuy nhỏ, nhưng từng đi qua thiên giới, giao hảo với thương đế, bảo vật rất nhiều. Năm đó sư tôn từng đi thiên giới cầu bảo cho sư muội, muốn chữa trị tổn thương cho sư muội, nhưng năm đó chư hoàng đều ở đây, vật sư tôn muốn quá mức quý trọng, hoàng giả cũng không muốn vô duyên vô cớ tặng. Thiên giới hủy diệt, bảo vật có lẽ còn tồn tại, ma đế đã đi thiên giới, có lẽ mang về bảo vật này. Nhưng sư tôn để sư muội tự mình tới đây, vương hàm nguyệt vẫn còn có chút khó hiểu, chẳng lẽ trông cậy vào việc ma đế thu nhận sư muội làm truyền nhân, tặng bảo vật này sao? Sư tôn vô cùng coi trọng vương nhược băng, lần này lại để sư muội đến đây, không sợ xảy ra chuyện trong đế mộ sao? Hay là nói, sư tôn có ý định khác, trong lòng nghĩ vậy, cộng thêm vương nhược băng kiên trì, vương hàm nguyệt nhanh chóng nói, tốt lắm, nhưng sư muội ngàn vạn lần phải theo sát ta, không nên tùy tiện hành sự. Sau khi tiến vào đế phần, khắp nơi đều sẽ xé rách biểu tượng dối trá hiện tại, đại chiến rất nhanh sẽ bộc phát đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Sư tỷ an tâm, nhược băng sẽ không mang đến phiền toái cho sư tỷ. Vương nhược băng đáp lại một câu, đúng lúc này, xung quanh đế mộ, từng vết nứt màu đen biến mất, nổ tung hư không. Sắp mở rồi, có người khẽ quát một tiếng, không ít người dục dịch, mộ đế sắp mở ra. Lát nữa các người theo sát ta, lúc này, khí huyết vương kim dương cũng sôi trào, truyền âm nói, đừng đi lung tung, nhất là tưởng hạo, tưởng siêu, các người mới là thất phẩm cảnh. Lời này còn chưa nói xong, Tưởng Siêu và Tưởng Hạo đều là mặt mũi tràn đầy buồn bực. Nói giống như ngươi không phải là thất phẩm vậy. Vương Kim Dương cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục nói, sau khi đi vào, cố gắng không tách ra, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn nói đến đây, Phương Bình lại nói, có thể tách ra, cũng có thể. Điểm chú ý của mọi người đều ở chỗ ta, ta đi thu hút sự chú ý của bọn họ, lão Vương, các ngươi tìm cơ duyên của mình, người chú ý các ngươi không nhiều lắm. Ám Độ Trần Thương cũng không tệ, bọn họ đại khái cũng không ngờ tới, người mới là người bị hấp dẫn lần này. Lần này đế mộ mở ra, hấp dẫn cũng không phải là Phương Bình, mà là Vương Kim Dương. Hiển nhiên, bên trong đế mộ có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với Vương Kim Dương. Dứt lời, Phương Bình lại nói, bên phía Bắc Hồ cũng có thể tiến vào, hình như một phần đế trực tiếp cắt đứt giới vực, đối phương có lẽ hiện tại đang ở đối diện, chờ đợi tiến vào, bên kia cường giả cũng không ít. Nếu Triệu Hưng vụ đến, Chư vị cố gắng hết sức không phát sinh xung đột với hắn, thời khắc mấu chốt. Ta nói là đến lúc nguy cấp, có lẽ có thể thử tìm hắn hỗ trợ, về phần có thể giúp đỡ hay không, hiện tại ta cũng không dám khẳng định. Triệu Hưng Vũ có phải là lão Trương an bài hay không, trong lòng Phương Bình không xác định. Lần trước lão Trương nói, mọi người đi đường khác nhau, nhưng phương hướng vẫn nhất trí. Hiển nhiên, Triệu Hưng Vũ rất có thể là chính mình đi đầu nhập vào địa quật, hắn có ý nghĩ của hắn, phương hướng lớn có lẽ không phản bội nhân loại nhưng chưa chắc sẽ ra tay trợ giúp nhân loại vào lúc này. Hiểu rồi, mọi người nhao nhao lên tiếng, đúng lúc này, Vương Kim Dương khé quát đi. Dứt lời, tốc độ của Vương Kim Dương cực nhanh, bay lên trời, thẳng đến một khe hở màu đen. Bên ngoài, hình như là Vương Nhược Băng, nhẹ giọng kinh hô. Những người này trực tiếp đụng vào khe nứt không gian, thứ này, nếu kim thân rèn không mạnh, cho dù là bát phẩm, đó cũng là bị chém giết dễ dàng. Trong số những người này Hình như có mấy người còn chưa phải là bát phẩm. Các thế lực khác ở bên ngoài lúc này cũng đều án binh bất động, chuẩn bị chờ đợi xem. Ngay khi bọn hắn chờ đợi, đám người Phương Bình đều tiến vào khe nứt màu đen, cũng không bị vết nứt phát ra. Đó là lối vào, có người kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, Phương Bình và Ngô Xuyên tiến vào cuối cùng, hai người cười cười với mọi người bên ngoài, sau đó hai người liên thủ, khí huyết bộc phát, cùng nhau oanh kích khe hở. Đáng chết, Thường Sơn Khải tức giận mắng một tiếng hai vị cường giả liên thủ oanh kích, vết nứt đột nhiên rung động, sau một khắc, tán loạn như sóng nước, cùng một ít vết nứt xung quanh hợp thành một thể. Thân ảnh Phương Bình cùng Ngô Xuyên cũng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Đám người thường sơn khải nhau nhau chạy đến, nhìn thấy vết nước tiến vào trước đó biến mất, không ít người sắc mặt xanh mét. Bọn họ tìm được cửa vào, quả nhiên, đế mộ có quan hệ với bọn họ, Phương Bình rất có thể chính là ma đế chuyển thế. Chư vị, ai có biện pháp tìm được cửa vào, nhanh chóng tiến vào, nếu không một khi bị bọn hắn tiến vào, cầm đi bảo vật trong đế phần, lần này chúng ta đều vô ích tới, một khi bọn hắn ẩn thân không ra, vậy phiền toái càng lớn. Những người này nghị luận ẩm ý, đúng lúc này, một thanh trường kiếm lăng không bay tới, cũng không phải là trường kiếm, nhìn cận thân, không ít người mới phát hiện, đây là một gốc yêu thực. Yêu kiếm khách, thủ lĩnh yêu tộc ngự Hải Sơn, trước đó giao thủ với lực lượng vô kỳ, thậm chí áp lực năng lực không có gì lạ. Cửa vào, thử, yêu kiếm khách vừa đến cũng nghiêm túc, mấy chục yêu tộc phía sau đều bay về phía khe hở. Phần lớn đều là yêu tộc trung phẩm, một con yêu thú vừa tiến vào khe nứt, phù một tiếng, bị cắt thành mảnh nhỏ, huyết tương từ trong khe chảy ra, đặc biệt huyết tinh. Yêu tộc khác giống như không thấy, tiếp tục trùng kích. Từng khe nứt xung chuyển, từng con yêu thú bị cắt ra. Mấy chục yêu tộc trong chớp mắt tử thương hầu như không còn. Tất cả mọi người đều lạnh lùng dị thường, một đám yêu tộc trung phẩm mà thôi, chết thì chết, có thể dò xét ra cửa vào chính xác là tốt nhất. Tuy nhiên bên này có rất nhiều khe hở, chỉ chít một mảnh. Mấy chục con yêu tộc cũng chỉ là thăm dò mấy chục vết nứt. Đúng lúc này, tinh thần lực yêu kiếm khách dao động nói, một bên trăm vết nứt, nếu không, nếu như ta phát hiện cửa vào, cũng sẽ như Phương Bình, đánh tan cửa vào. Yêu kiếm khách cũng không phải thật sự đại công vô tư, nó dẫn đầu thử một chút, biểu đạt thành ý của nó mà thôi. Nhưng khe hở nhiều như vậy, ai biết đạo nào mới là thật. Yêu tộc mà nó mang đến cũng không phải quá nhiều một khi chậm chạp tìm không thấy yêu tộc nó đến đều sẽ tử vong tổn thất như vậy nó cũng không chịu đựng nổi được lúc này có người lên tiếng có cường giả thao túng mấy trăm thanh phi kiếm bỗng nhiên bay về phía khe hở phi kiếm chạm vào khe hở trong nháy mắt vỡ vụn vô số đến lúc này những người này đều hiển lộ thần thông có người phân hóa tinh thần lực lần lượt đi thăm dò kích khởi từng trận gợn sóng có người trong mắt kim quang đại thịnh giống như đang mở thiên nhãn dò xét vết nứt Bên ngoài đế mộ, tất cả mọi người đều đang dò xét con đường chính xác. Bên trong khe nứt màu đen, trước mắt đám người Phương Bình tối sầm lại, trong chớp mắt lại xuất hiện một khe nứt. Phía trước, Vương Kim Dương dẫn đường trầm giọng nói, không chỉ có một cánh cửa. Ở đế phần, bên ngoài là thông đạo không gian trùng điệp nhiều tầng, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ đi nhầm. Về phần đi nhầm sẽ có hậu quả gì, không cần nói cũng biết. Phương Bình nhìn chung quanh một chút, giờ phút này bọn họ giống như ở vào một cái hành lang phía sau hành lang là không gian thông đạo vừa rồi, phía trước lại là một mảnh thông đạo mới. Cái này nếu nói là tự nhiên hình thành, ai cũng không tin. Bên trong, có người không, Phương Bình nói một câu, Ngô Xuyên trầm giọng nói, mà kể có người hay không, nếu đã đến tình trạng này, vậy cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Hiện tại chúng ta cho dù lui, ra hỏa phía sau cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng cũng tốt, những người này không biết chính xác thông đạo, ít nhiều phải chết một nhóm người. Mọi người gật đầu, lần này có quá nhiều người tới cảnh giới cửu phẩm cũng có mấy chục người chết một ít áp lực của bọn họ cũng sẽ giảm đi như vậy liên tiếp đi ba đầu thông đạo không gian trước mắt mọi người tỏa sáng đế mộ đã đến phía sau mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến đám người phương bình bất chấp những người phía sau kia vừa tiến vào khí huyết lão vương đột nhiên bộc phát cả người đều biến thành màu đỏ như máu Phương Bình cũng không có thời gian đi xem vị trí của đế mộ đến cùng là dạng gì, vội vàng nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương bị bao phủ bởi màu đỏ như máu, hình như rất khó chịu, cau mày, ôm lấy trái tim, hơi thở dốc nói: "Ta, luồng sức mạnh kia dẫn dắt ta, ngay tại đây, ta không khống chế được sức mạnh khí huyết của ta." Có nguy hiểm không? Tạm thời không cảm giác được, chỉ là lực kéo càng cường đại hơn, ta khó có thể khống chế. Mấy người đối thoại một hồi, thấy lão Vương không có gì đáng ngại, Phương Bình cũng không nói thêm nữa, nhíu mày dò xét bốn phía. Nạp tu di phu giới tử. Phương Bình thì thào một tiếng, ở bên ngoài xem ra, đế mộ giống như chiếm diện tích không lớn, kỳ thật toàn bộ giới vực chi địa đều giống như không phải quá lớn. Nhưng bây giờ, tiến vào, giống như tiến vào một thế giới mới. Trời, là màu đỏ như máu, có vẻ hơi tối tăm. Không chỉ là bầu trời, toàn bộ thế giới đều phảng phất là màu đỏ như máu, bị máu tươi nhuộm đỏ. Điền mục ngồi xổm xuống, Bốc một nắm bùn đất, trầm giọng nói, hình như là khí huyết chi lực quanh năm suốt tháng thẩm thấu mà thành. Đang nói, trong đất, một con yêu thú màu đỏ như máu bỗng nhiên nổ bắn ra, càng lớn bén nhọn đâm thẳng vào chán điền mục. Điền mục phản ứng cũng cực nhanh, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng nổ truyền ra, yêu thú màu đỏ như máu bay ngược ra, rơi vào trong đất. Giờ khắc này, một màn làm cho người ta kinh dị xuất hiện. Yêu thú giống như hóa thành chất lỏng, một đoàn máu đỏ như máu thẩm thấu vào trong đất. Yêu thú vừa mới tập kích Biển Mục đã biến mất. Phương Bình phóng thích tinh thần lực, cảm ứng xung quanh, sắc mặt âm trầm nói, nơi đây không thể cảm ứng. Không, không phải là không thể cảm ứng, nơi này bị uy áp của cường giả đế cấp bao vây, cảm ứng mang đến cho ta là khắp nơi đều là nguy hiểm. Hắn thế mà không cảm ứng được con yêu thú vừa rồi. Điều này đối với hắn mà nói, gần như là không tồn tại, từ trước đến nay chỉ có hắn như thế, nhưng bây giờ, con yêu thú vừa rồi kia giống như hòa làm một thể với nơi đây căn bản tìm không thấy. Cảnh giới bát phẩm, sắc mặt điền mục cũng ngưng trọng nói, có thực lực cảnh giới bát phẩm. Ta đấm ra một quyền, phảng phất đánh vào trong nước, đối phương giảm bất lực. Con quỷ này là thứ đồ chơi gì? Huyết dịch, đúng lúc này, Vương Kim Dương ôm trái tim nói chuyện. Là huyết dịch, là huyết dịch của cường giả. Vương Kim Dương thở dốc nói, có cường giả chết đi, tinh thần lực không tiêu tán hoàn toàn, nơi đây đặc biệt, máu của cường giả không tiêu tan, mà là tích lũy tháng ngày, sức mạnh càng ngày càng mạnh, trong máu còn sót lại một ít sinh mệnh bản nguyên, cộng thêm tinh thần lực còn sót lại, chế tạo ra một loại huyết yêu thú đặc thù như vậy. Huyết dịch, mọi người hơi có chút chấn động, máu của cường giả, ở trên cơ sở này, thế mà sinh ra sinh mệnh, xuất hiện yêu thú mới. Dưới tình huống bình thường, cường giả chết đi, gần như sẽ không lưu lại huyết dịch. Đương nhiên, có cường giả chết đi thì thân thể sẽ lưu lại. Trong vương chiến tri địa cũng có cường giả thân thể không bị mất đi, trên cơ sở thân thể sinh ra một ít trí tuệ, năm đó từng tập sát không ít cường giả cửu phẩm ở cửu phẩm vực trấn tinh thành bên kia đã có cửu phẩm chứng kiến qua lúc trước phương bình còn tưởng rằng là thi thể của bọn lão vương nhưng đó là thân thể phương bình không nghĩ tới ngay cả máu cũng có thể sinh ra sinh mệnh chân khí huyết cường giả chết đi cũng làm cho người ta rung động hơn nữa đế mộ thật sự có chút đặc thù nhiều năm như vậy lực lượng huyết dịch thế mà không có mất đi ngược lại càng cường đại hơn cường giả đế cấp một đoàn máu hẳn là cũng không có thực lực cảnh giới bát phẩm tất cả cẩn thận một chút phương bình hô một tiếng tiếp tục quát một sư huynh người bảo hộ tưởng ra huynh đệ thiết đầu người bảo vệ lão diêu cùng lão vương lý lão sư điền sư huynh mở đường ta áp trận đang nói thần đao của phương bình hiện ra một đao bổ ra trước mặt trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một con yêu thú màu đỏ như máu tập kích phương bình giác trường đao chém ra yêu thú màu đỏ máu chia làm hai nửa trong trước mắt hóa thành hai luồng máu nhỏ xuống đất, dung nhập vào mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình không nói hai lời, một đao bổ xuống mặt đất. Bùn đất màu đỏ bốn phía, ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng nổ vang, hư không chấn động, Phương Bình lùi lại một bước, hùng hùng hổ hổ nói, làm cái quỷ gì, dưới mặt đất lại có phong cấm. Tưởng siêu tiếp lời, mộ của hắn còn ở trong khu vực dưới vực, dưới đất có phong cấm, mộ của hắn cũng có. Không nên tùy tiện công kích dưới lòng đất, nếu không sẽ rất nguy hiểm dưới đất có cấm chế lực sát thương rất mạnh lúc trước ở thiên nam giới vực dương đạo hồng những cửu phẩm kia hầu như đều chết ở loại phong cấm này phương bình lần đầu tiên đi nhổ tấm bia đá kia cũng đưa tới cấm chế bạo động phương bình chửi nhỏ một tiếng ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đỏ như máu thấp giọng nói nói như vậy trên không trung tám chín phần cũng có khe nứt không gian chủ sát thương bốn phía nếu là lấy khe nứt không gian làm bình phong vậy không trung nhất định cũng có hẳn là vậy tưởng siêu đáp lại một câu rất nhanh lại nói lão tổ nhà ta nói nơi này không thể ở lâu mọi người nhanh lên một chút nơi này năm đó đã chết không ít cường giả đế cấp oán niệm rất sâu chúng ta ở đây một thời gian dài dễ bị ảnh hưởng nhất là tinh thần lực dễ dàng lây dính một ít tạp chất huyết yêu thú dung nhập vào dưới mặt đất chạy đi đâu rồi phương bình quan tâm cái này hơn lại cau mày nói cái đồ chơi này động một chút là biến thành huyết dịch dung nhập dưới mặt đất liền không thấy cái này làm sao giết chúng ta còn tốt một khi tập kích bàn tử các ngươi, vậy thì nguy hiểm. Lúc này, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút trầm giọng nói, có thể dùng khí huyết chi lực chậm rãi mài chết chúng nó. Đợi chút nữa giao cho ta, khí huyết chi lực của ta có tác dụng ăn mòn huyết dịch, loại yêu tộc này, lực lượng đều xây dựng ở trên huyết dịch. Ăn mòn lực lượng huyết dịch của bọn nó, loại huyết yêu này sẽ mất đi lực lượng, triệt để tán loạn. Phương Bình gật đầu, nhìn về phía trước, phía trước mênh mông vô bờ, nơi đây hình như là một mảnh hoang nguyên huyết dịch. Loáng thoáng, phía trước hình như có vài thứ nơi lão vương cảm nhận được dẫn dắt cũng ở phía trước phương bình vừa định nói chuyện cách bọn họ đại khái chừng ngàn mét vết nứt không gian phía sau bỗng nhiên rung chuyển có người sắp tới rồi ngô xuyên nhanh chóng nói hình như là người từ một bên khác tới hẳn là người bên bắc hồ kia đi phương bình không dám chậm trễ khẽ quát một tiếng đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu là nam giang bên này còn tốt nhưng bắc hồ bên kia cường giả không ít một số cửu phẩm lâu năm đều ở bên Bắc Hồ, nếu như ở đây gặp phải côn bằng huyến vũ, đám người phương bình liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, tên kia đích xác mạnh đến đáng sợ, trước đó bốn người trần diệu tổ liên thủ, thế mà đều ở trên tay hắn chịu thiệt. Ngay khi mấy người phương bình vừa rời đi, một bóng người hiện lên, vừa xuất hiện, huyến vũ một thương quét ngang hư không, trong hư không, một đạo huyết ảnh trực tiếp bị hắn đánh cho tán loạn, hóa thành huyết dịch nhỏ xuống mặt đất. Lần này, không xuất hiện tình huống dung nhập vào mặt đất máu trong nháy mắt hóa thành màu đen, suy suy ăn mòn đại địa. Giải hoan huyến vũ nhìn lướt qua, thấy lạ mà không cảm thấy kinh ngạc, cười lạnh nói, huyết dịch hóa thân cấp điện chủ. Bằng cái này, cũng có thể ngăn cản lão phu. Huyến vũ không quan tâm điều này, huyết yêu mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn một thương trực tiếp đánh tan lực lượng bản nguyên của đối phương, những huyết dịch này hoàn toàn thành vật chết. Nhìn thoáng qua phía trước, giờ phút này hình như còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh. Côn bằng Nguyễn Vũ nhìn một hồi, khẽ cười một tiếng, đạp không đuổi theo. Phía trước, là Phương Bình A, không nghĩ tới bọn họ lại tới nhanh như vậy. Nơi đây có dư huy của cường giả, có lẽ thật sự có thi thể cường giả tồn tại, đại đạo tồn tại. Giờ khắc này, trong lòng Nguyễn Vũ hiện lên một ý niệm, có lẽ ta nên đổi một đại đạo khác đi, là đệ nhất dưới chân vương, lại có thể thế nào? Mệnh vương không chết, hắn nhất định không thể trở thành chân vương. Nhưng đại đạo của mình, đi tới cực hạn, những năm gần đây, cho dù có chân vương đại đạo cho hắn, hắn cũng chưa chắc nguyện ý đi đổi. Nhưng lần này cường giả vẫn lạc trong đế phần đều là cường giả đế cấp, cũng chính là cường giả cấp điện chủ trong mắt hắn. Cường giả như vậy ngã xuống, nếu đại đạo vẫn còn có thể đổi đại đạo, tái tạo căn nguyên đạo. Chương 878, người bừa bãi rất nhiều. Cùng lúc đó, một màu sắc tươi đẹp, Cấm Kỵ Hải, trong biển, thương nhiều vỗ rào hoạt, bất mãn nói, lớn hơn chút nữa. Rào khuất không được người coi bổn vương là cái gì cho dù bất mãn rào hoạt vẫn là lớn hơn một chút thương mưu lại không hài lòng chó con lớn hơn chút nữa lưng bằng phẳng một chút cấn đến hoảng cái này làm sao làm bàn ăn được chứ rào rất muốn quay đầu cắn chết nó ngươi muốn lấy ta ra làm bàn ăn sớm muộn gì cũng sẽ cắn chết ngươi rào trong lòng chửi nhỏ nhưng lại thành thành thật thật mà lớn lên thành thành thật thật thu liếm kim giáp của mình làm trơn nhẵn rất nhiều trong móng vuốt của thương mưu xuất hiện một cái bàn nhỏ cái bàn nhỏ trải trên lưng rào. Tiếp theo, trên mặt bàn xuất hiện một đống lớn đồ ăn vặt, còn có mấy bàn đang bốc hơi nóng. Tiểu béo, cùng nhau ăn đi, ăn no rồi thì làm việc. Thương miêu cảm thấy mình vẫn rất tức giận, trải lông cho mình tới bây giờ, mời ngươi ăn cơm là được. Phương viên buồn bực, nhưng khó có được thể nghiệm như vậy, vẫn cao hứng bừng bừng ngồi xuống đối diện với thương miêu, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Thương miêu mặc kệ nàng, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, cho con, bơi thêm một chút lên bờ đi, bên kia hình như có một cái rãnh nước nhỏ, có thể bơi tới bên kia. Giảo hoạt không nhịn được, tinh thần lực dao động nói, mèo lớn. Mèo đại vương, chúng ta qua bên kia đoạt thần khí, sẽ không có nguy hiểm chứ. Thương miêu nghiêng đầu, vừa ăn vừa nghĩ, sau một lúc lâu mới nói, nguy hiểm. Không có chứ, bản miêu đi lấy thần khí của mình, vốn là của ta, ta cho tiểu kiếm mượn, tiểu kiếm thì không cần, bản miêu thu về có phải là điều nên làm hay không. Giảo cũng cảm thấy hẳn là, nó cũng là người yêu tiền tài. Nghĩ nghĩ, xảo lại hỏi, miêu đại vương, nghe nói bên kia có thi thể cường giả. Nếu ngươi không cướp một chút, ta ăn liền trở nên mạnh mẽ. Nó muốn ăn thân thể cường giả, đó chính là cường giả chân vương. Cường giả như vậy, nếu thân thể bị nó cắn nuốt thì nó sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Thương miêu lại điên cuồng vỗ đầu nó, miêu trên mặt tràn đầy phẫn nộ, chó con, không thể cái gì đều ăn được. Rất ghê tởm, người chết nha, người chết người cũng ăn đi. Giảo thiếu chút nữa tức hộc máu, ta quản khỉ gì hắn có chết hay không? Cường giả a, à, thân thể cường giả, vô cùng cường đại, cắn nuốt, mình khẳng định có thể trở nên càng mạnh hơn. Kết quả con mèo ngu xuẩn này lại thấy chán ghét, cũng không phải để ngươi ăn, ghê tởm hơn chính là, đồ ăn ngon trong mắt con mèo ngu ngốc này là cái gì? Không có năng lượng chấn động, giảo sắp tức điên rồi, thứ này có thể gọi là mỹ thực sao? Ăn cũng ăn không, quả nhiên con mèo này rất ngu xuẩn, thương miêu vỗ rảo hoạt đối diện đang ăn xương sườn tò mò hỏi mèo lớn khi nào thì ngươi trộm xương sườn nhà ta không phải trộm thương miêu sửa lại là sườn núi tự mình bay tới là bản miêu nhặt được trong phạm vi trợn trắng mắt con mèo này thật vô sỉ xương sườn nhà ngươi mới có thể tự mình bay kakata ở đây sao có à trong lúc thương miêu nói chuyện bỗng nhiên cái đuôi đâm vào trong biển một con yêu thú hình dáng như trâu bị đuôi mèo đâm trúng thương miêu nhìn thoáng qua giống như do dự thứ này có thể ăn được hay không suy nghĩ một chút, hỏi phương viên tiểu béo, có muốn ăn thịt bò không? Nó không quá thích, bất quá đều chọc tới, nếu mặt béo thích ăn. Giác, phương viên không trả lời, rào một ngụm nuốt xuống. Cửu phẩm yêu thú, con mèo này mạnh đến đáng sợ. Một con yêu thú cấp 9, nói đâm chết là đâm chết. Mèo không ăn, nó ăn. Chát 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 chát, đuôi mèo lần nữa vỗ vào đầu nó, thở phi phi nói, còn chưa nướng chín, chó con, người lại ăn buồn nôn như vậy, bản mèo muốn tức giận rồi chó con thật ghê tởm, ăn sống, còn ăn máu me nhảy nhụa, thương miêu thật sự muốn tức giận rồi. Rào một tiếng không nói, người đánh đi, dù sao bản vương ăn một con yêu thú cửu phẩm, đủ rồi. Thương miêu và rào hoạt ẩm ý, còn phương viên lo lắng nói, mèo lớn, vậy ca ca ta sẽ không sao chứ. Không biết nha, thương miêu lắc lắc cái đầu to, hình như tiểu kiếm muốn làm chuyện xấu. Nhưng mà bổn miêu cũng không biết hắn muốn làm gì, hắn biết năng lực của bổn miêu, hiện tại cũng không muốn ta thương miêu vẻ mặt vô tội có chút hủy khuất người xấu tuyệt sao, tiểu kiếm không chết nhưng hắn không đến tìm mình thì thôi hiện tại cũng không muốn mình thương miêu cũng không biết hiện tại hắn đang ở đâu đang suy nghĩ gì tiểu kiếm biết năng lực của nó không muốn thương miêu thương miêu cũng không cảm ứng được cái gì năng lực của nó mặc dù nghịch thiên nhưng cũng là chuyện có liên quan đến mình mới có thể có cảm ứng không liên quan đến mình nó cũng không cảm giác được đại miêu vậy chúng ta đi tìm kakata đi gặp người xấu người giúp kakata đâm chết bọn hắn được không không tốt thương miêu ăn đến miệng chảy đầy mỡ không muốn đâm chết người không muốn đánh nhau lần này bản miêu đến chính là đến lấy đi kiếm chu thiên nhưng mà theo sự giảo hòa tới gần giới vực trong mắt thương miêu đại lộ ra vẻ nghi ngờ a à, đó là cái gì thương miêu nhìn về phía đế mộ trong mắt nó lúc này đế mộ là một mảnh huyết hồng sắc phanh 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 không chỉ là màu đỏ như máu đế mộ giống như đang nhảy lên thương miêu hơi mơ hồ đây là cái gì có chút ấn tượng nhưng hình như không nhớ ra cái kia là ai thương miêu nói thầm nhìn về phía phương viên người kia bạn của tên lừa đảo đỏ như máu tên gì phương viên phản ứng một chút lúc này mới vội vàng nói vương đại ca vương kim dương a à, a à, chính là hắn đồ của hắn sao lại để ở chỗ này thương miêu chỉ vào giới vực phía trước hiếu kỳ nói hình như là hắn ta vứt xuống hắn ta cũng biết tiểu kiếm sao thứ gì Phương Viên cũng tò mò, vương đại ca bỏ thứ gì ở đây? Vâng, Thương Miêu suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ngậm miệng, không nói nữa, nói ảnh hưởng đến ăn cơm. Nhưng ăn ăn ăn, Thương Miêu vẫn dùng móng vuốt gãi gãi đầu, rốt cuộc tiểu kiếm muốn làm gì? Cái tên da hỏa đỏ như máu kia, mình biết sao? Thương Miêu bắt đầu hồi tưởng, máu đỏ, ai đỏ máu đỏ chứ? Tên da hỏa đỏ như máu, chắc hẳn mình rất đáng ghét, nói vậy không phải là quên không muốn nhớ lại, chắc chắn không phải là ký ức vui vẻ. Thương Miêu tiếp tục ăn, ăn rồi bỗng nói, trước kia tiểu kiếm từng đến thiên giới, không biết có mang đồ ăn ngon đến thiên giới cho ta không? Phương Viên tiếp tục duy trì lòng hiếu kỳ, hỏi thiên giới có đồ ăn gì ngon? Thật nhiều, Thương Miêu hít mắt, thật sự rất nhiều đồ ăn ngon. Ao cá của Đông Hoàng gia, bên trong có rất nhiều cá ngon. Vườn trái cây của Hoàng gia, rất nhiều đồ uống ngon. Trong vườn rau của Hoàng gia cũng có thật nhiều rau tươi. Đúng rồi, còn có nhà nào trồng thật nhiều đầu cá? tốt nhất là ăn, đáng tiếc, chồng mấy lần, mình ăn vụng xong, người ta liền không trồng nữa, hại mình bây giờ chỉ có thể ăn ở thế giới mèo. Thương Miêu có chút tiếc nuối, nhắc tới chuyện cũ ở thiên giới, nó thật sự không nhớ rõ bao nhiêu, nhưng ăn ngon ở thiên giới, nó vẫn nhớ rõ. Không biết tiểu kiếm đi thiên giới có tìm được những món ăn ngon này hay không? Ngay khi Thương Miêu nhớ lại những món ăn ngon này, bên trong đế mộ, sắc mặt đám người phương bình đều ngưng trọng, huyết hiêu thú càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cũng càng ngày càng mạnh, từ lúc mới bắt đầu là bát phẩm thực lực, đến bây giờ, một ít huyết yêu đã có thực lực cửu phẩm. Nơi này không thích hợp, sắc mặt Phương Bình không tốt, cường giả đế cấp có mạnh hơn nữa cũng không làm được đến mức này. Nhỏ máu hóa cửu phẩm, đế cấp nào có thực lực này, cảnh giới hoàng giả không sai biệt lắm. Sắc mặt Phương Kim Dương cũng trắng bệch, hô hấp càng dồn dập lên, đúng là không đúng. Những huyết yêu này, không đơn thuần là máu cường giả tạo thành, hình như còn có một loại lực lượng đặc thù cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ gặp phiền toái điền mục quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đại chiến bùng nổ tiếng nổ vang lên không ngừng có người ở phía sau theo sát bọn họ thực lực huyết yêu càng ngày càng mạnh bọn họ bây giờ cũng là nửa bước khó đi đi một đoạn khoảng cách liền có yêu thú tập kích bọn họ làm sao bây giờ điền mục hỏi một câu phương bình suy nghĩ một chút trầm giọng nói như vậy đi lão vương các người đi trước ta lý lão sư điền sư huynh đi sau cùng ta bọc hậu đi ngô xuyên nói một câu sắc mặt trịnh trọng nói tình huống phía trước như thế nào còn không rõ ràng lắm nhưng phía sau hẳn là đám người chử huyễn vũ các ngươi không ngăn được hắn lần trước giao thủ với hắn hắn xác thực rất mạnh ta ở đây còn có thể ngăn cản một hồi các ngươi đi trước lấy được đồ vật nhìn xem có lối ra nào khác hay không trực tiếp rời đi ngô sư huynh không sao đâu ngô xuyên cười ha ha nói khinh thường ta cho dù ta không phải đối thủ của hắn hắn muốn giết ta vậy cũng không đủ tư cách điền mục nghe vậy trực tiếp nói vậy thì sau khi ngô xuyên điện chúng ta đi trước đừng lề mề chậm chạp khi hắn chết thì cũng là do bản thân hắn yếu ngô xuyên dở khóc dở cười ta yếu sao vì sao bây giờ lại bị các ngươi khinh thường như vậy ta giàu gì cũng là một trong những chấn thủ xứ có được hay không lão lý lúc này cũng mở miệng nói phương bình ngươi và vương kim dương cùng một chỗ các ngươi tốt nhất đừng tách ra hành động lần này tình huống của đế phần không đúng, người ở bên người vương kim dương, có lẽ còn có chút tác dụng, chúng ta dù là đi theo, phát huy tác dụng cũng không lớn. Chúng ta sẽ tận lực trì hoãn bước chân cho các ngươi nhanh lên. Phương Bình thấy bọn họ kiên trì, hít sâu một hơi, không nói nhảm nữa, nhanh chóng đi về phía trước. Ngô Xuyên một mình bọc hậu, những người khác không ở lại. Ngay khi đám người Phương Bình rời đi không đến một phút đồng hồ, một bóng người nhanh chóng đạp không mà đến. Ngô Xuyên, trông thấy Ngô Xuyên, Giải trí huyến vũ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, người ở lại, là muốn ngăn cản lão phu. Ngươi, không đủ tư cách, huyến vũ mỉa mai cười nhạo, một xuyên đối với cửu phẩm bình thường mà nói, đó là cường giả, đối với hắn mà nói, lại là bình thường. Không định ngăn cản ngươi, ngô xuyên cười nói, chỉ muốn hỏi một chút, mục đích của ngươi là gì? Có lẽ chúng ta không có xung đột, lần này bên trong đế mộ, cường giả khắp nơi đều rất nhiều, tất cả mọi người là vì lợi ích mà đến, không có xung đột lợi ích, hiện tại chưa hẳn cần phát sinh chiến đấu. Người có tư cách chất vấn lão phu không? Huyễn Vũ cười nhạo một tiếng, thân ảnh khẽ động, phá không mà ra, đâm về phía Ngô Xuyên. Ngô Xuyên cũng động tác nhanh chóng, cầm trường kiếm trong tay, chọn một cái kiếm hoa, thương kiếm va chạm trên không chung, chuyển ra tiếng vang thật lớn. Huyễn Vũ kỳ không chút sức mẻ, Ngô Xuyên hơi lùi lại một bước nhỏ. Dưới một chiêu, cao thấp đã phân, sắc mặt Ngô Xuyên ngưng trọng hơn rất nhiều, lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi nhất định muốn trở thành kẻ địch của chúng ta. Ngô Xuyên, ngươi cho rằng ngươi là võ vương sao? Huyễn Vũ Côn Bằng cười nhạt một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, giống như tia chớp, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là thương ảnh. Ngô Xuyên cũng không ngừng ra tay, tiếng thương kiếm va chạm đinh tai nhức óc. Một lát sau, Côn Bằng Huyễn Vũ về tới chỗ cũ, thu thương đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Đối diện, máu màu vàng trong tay Ngô Xuyên dọc theo chuôi kiếm chậm rãi nhỏ xuống hổ khẩu nứt toác, xương cốt lệch vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã bị huyến vũ của giải trái gây thương tích. Không hổ là đệ nhất nhân dưới chân vương, ngô xuyên than nhẹ một tiếng, tiếp theo lại cười nhạt nói, bất quá cho dù như thế, vậy thì như thế nào? Chỉ huyến vũ, ngô mỗ không muốn cùng ngươi giao thủ, tiện nghi những người khác mà thôi, ngươi thật muốn giao thủ, ngô mỗ cũng không khiếp sợ bất luận kẻ nào. Huyến vũ cồn bằng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày. Khoảnh khắc sau, phía sau, một bóng người xuất hiện cút ngay lão già phía sau dâu tóc đều dựng lên tốc độ cực nhanh mạnh mẽ đâm tới trực tiếp mặc kệ phía trước có người hay không triệu hưng vũ huyến vũ hử lạnh một tiếng giọng nói lạnh như băng nói người còn dám hiện thân lão già chết tiệt cút ngay triệu hưng vũ cũng vô cùng ngung cuồng quát lạnh nói người muốn thử đao của triệu mỗ một lần nữa sao suốt lời đã một đao cách không đánh xuống ầm ầm hư không trực tiếp bị chém nổ Huyễn Vũ cũng khẽ quát một tiếng, một thương phá không mà ra. Hai người cách không giao thủ, dư âm cũng cực mạnh. Một con bát phẩm cảnh huyết yêu vừa ló đầu, trực tiếp bị hai người lăng không rào sát. Côn bằng Nguyễn Vũ thiếu cùng lão phu nổi điên, một phế vật không cách nào tuyệt đỉnh, thật cho rằng triệu mỗ không dám hiện tại phá cảnh, tại chỗ chém giết ngươi. Ngươi thử xem, lão phu cũng muốn đánh một trận với chân vương. Nếu ngươi phá cảnh, vậy mới càng thú vị. Huyễn Vũ côn bằng cũng không sợ hãi chút nào hắn ta cũng muốn đánh một trận với chân vương nhưng chân vương lâu năm hắn nhất định không phải đối thủ nhưng một khi triệu hưng vũ mới tấn thăng đến chân vương cảnh hắn chưa hẳn không thể chiến một trận nếu như mình có thể chiến chân vương mà không chết đại đạo chưa chắc sẽ không đột phá đạo của hắn tuy rằng bị người đi nhưng khí thế mà chiến chân vương bất tử có lẽ có thể trợ giúp hắn mạnh mẽ trùng kích đến thiên thước đại đạo đến lúc đó lại là một khởi đầu mới hắn có thể hơi đổi một chút bổn nguyên đạo của mình chưa hẳn không thể tiếp tục đi tới nhưng bây giờ khoảng cách ngàn mét cuối cùng hắn lại không cách nào cưỡng ép thay đổi đại đạo thực lực của hai người đều rất mạnh lúc này cũng dương cung bạt kiếm ngô xuyên nhìn thấy triệu hưng vũ ánh mắt phức tạp chậm rãi nói triệu minh chủ triệu hưng vũ nhìn hắn một cái bình tĩnh nói lão phu đã không còn là minh chủ giới phái lão phu là thống soái bên trái của thiên thực vương đình ôi ngô xuyên thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp nói ít nhất hiện tại nhân loại còn chưa chết trên tay ngươi ta còn gọi ngươi một tiếng minh chủ ngày sau chúng ta lại nhìn đi triệu hưng vũ lạnh lùng cũng không nhiều lời nhìn về phía phương xa lạnh lùng nói lão phu muốn đi qua ngô chấn thủ muốn ngăn cản lão phu ngô xuyên cao mày nói hiện tại không được ngô chấn thủ đây là xác định muốn ngăn cản lão phu triệu hưng vũ nói xong huyền huyền vũ cũng cười lạnh nói ngô xuyên một mình ngươi muốn ngăn cản hai người chúng ta ông hắn ta vừa nói xong triệu hưng vũ bổ ra một đao hư không nổ tung, ngươi cũng xứng đánh đồng với triệu mỗ, triệu hưng vũ ngữ khí vô cùng khoa trương, đệ nhất nhân dưới chân vương thì như thế nào? thật muốn giao thủ, hắn chưa chắc là đối thủ của côn bằng huyễn vũ, nhưng tranh lệch cũng không lớn, côn bằng huyễn vũ muốn thắng hắn cũng phải trả giá lớn. trước đó hai người giao thủ, hắn mặc dù bại trận, nhưng cũng chém nát đầu của giải huyễn vũ, huyễn vũ cũng không phải dễ trêu, thấy triệu hưng vũ ương ngạnh như thế, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ không nói một lời, cầm thương giết tới. Thân ảnh hai người giống như quang ảnh, không ngừng đan sen trong hư không. Không chung, từng vết nứt hiện ra, cũng không phải do hai người giao thủ mà là do cấm chế nơi đây. Khe hở uy lực cực lớn, đảo qua hai người, trong chớp mắt, trên thân hai người đều xuất hiện vô số vết máu. Ngay trong lúc hai người giao chiến, phía sau có nhiều người chạy tới. Cơ giao cách không hô, Huyễn vũ ra ra, dừng tay. Tả soái bất giận, Cơ giao và tì hưu đồng thời lên tiếng. Huyễn Vũ là người mạnh nhất thiên mệnh vương đình tiến vào lần này, mà Triệu Hưng Vũ cũng là người mạnh nhất thiên thực vương đình tiến vào. Hai người này giao thủ ở đây, chẳng phải là tiện nghi cho những người khác. Hai bóng người nhanh chóng tách ra. Triệu Hưng Vũ liếc mắt nhìn đám người cơ giao, nhìn về phía những cường giả thiên ngoại thiên lục tục đuổi tới, cười lạnh một tiếng, gà đất chó sành, cũng mưu toàn cướp đoạt cơ duyên. Lời này vừa nói ra, các cường giả đều giận dữ. Triệu Hưng Vũ khí huyết trùng thiên. Không thèm để ý tới sự tức giận của bọn họ, nhìn về phía Đồng Lư, lạnh lùng nói, lão phu cũng sẽ không bảo vệ các ngươi an toàn. Nhưng nếu các ngươi chết, lão phu sẽ báo thù giúp các ngươi vì tình cảm ngày đó của Vương Đình. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn về phía những cường giả trong đám người kia, đột nhiên quét về phía yêu kiếm khách, ánh mắt khẽ động nói, ngươi. Từng tới đế mộ, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cây kiếm kia. Côn Bằng Huyễn Vũ cũng nhìn một hồi lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác là đã tới. Trong cơ thể ngươi có khí thức của cường giả hỗn loạn ở đây, ngươi. Lúc trước sinh trưởng ở đây, các ngươi, yêu kiếm khách còn chưa nói xong, hai bóng người nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Chữ huyễn vũ và triệu hưng vũ trực tiếp ra tay, hai vị cường giả này, căn bản không hề cố kỵ. So với phương bình, bọn họ càng có tư cách vì tiện hơn. Chân vương không ra, bọn họ không sợ, cho dù chân vương xuất hiện, bọn họ cũng chưa chắc sẽ e ngại. Một người muốn chiến chân vương, một người tùy thời có thể bước ra một bước kia, thành tựu tuyệt đỉnh, căn bản sẽ không kiêng kỵ chân vương tầm thường. Một thương một đau, nhanh chóng đột phá hư không, trong chớp mắt, hai người đã đến bên yêu tộc Ngự Hải Sơn. Phốc, một con yêu thú cửu phẩm cản đường, trực tiếp bị chém thành mảnh nhỏ. Hai đại cửu phẩm tuyệt đỉnh ra tay, lực phá hoại thậm chí không kém gì tuyệt đỉnh cho dù có tranh lệch đối phó với những yêu thú cử phẩm không tính là cường đại này cũng dư giả. Các ngươi dám yêu kiếm khách giận dữ nhưng cũng có chút sợ hãi. Trước đó nó nghe nói qua nam thập vực có cường giả hiện thân lại không nghĩ cường đại như vậy. Hai người này thế mà còn không phải là chân vương yêu kiếm khách trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin đến tình trạng này vì sao còn không thành chân vương tới bước này của hai người thì chân vương đã gần ngay trước mắt muốn đi thì đi vì sao không đi? hai người ra tay những người khác cũng là sắc mặt ngưng trọng thường sơn khải nhanh chóng truyền âm nói vương hàm nguyệt liên thủ hai người này đã đạt tới cảnh giới bản nguyên cực hạn người và ta không phải là đối thủ cho dù bọn họ tự tin giờ phút này cũng không thể không thừa nhận bọn họ không bằng không chỉ bọn họ giờ khác này dòng yêu lực vô kỳ lưu khám những cường giả này đều truyền âm liên thủ hai người này quá mạnh chân thần không ra thì ai là đối thủ của bọn họ chứ dù thế lực khắp nơi có tính toán riêng, lúc này vẫn nhanh chóng đạt thành nhất trí. Nếu hai người này ra tay với bọn họ, lập tức liên thủ đối địch, để phòng bị từng người một phá vỡ. Mọi người như Lâm đại địch, đồng thời cũng bất ngờ yêu kiếm khách lại xuất thân từ đế mộ. Cây kiếm này, làm sao đi ra từ đế mộ, lần này trở về, là vì sao? Trong lúc mọi người còn đang trầm tư, tinh thần lực của yêu kiếm khách dao động kịch liệt nói, bổn vương xuất thân từ đế mộ, nhưng rất lâu trước đây chỉ vì chuyện ngoài ý muốn mà rời khỏi đế mộ, hai vị hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Giết trước rồi nói sau, để phòng xảy ra sai lầm. Triệu Hưng Vũ vẻ mặt lãnh khốc, chém ra một đao, chặt đứt một đoạn rễ của đối phương. Huyễn Vũ Côn Bằng bỗng nhiên dừng lại, thản nhiên nói, nói ra tất cả công việc trong đế mộ, tha cho ngươi một mạng. Trước hết ngươi hãy để cho hắn dừng tay, yêu kiếm khách cũng rất sợ hãi. Hai người này quá mạnh mẽ, nếu không dừng tay, nó thật sự có khả năng bị chém giết. Dù nó cũng là một nhóm tuyệt đỉnh nhất trong cảnh giới cửu phẩm, nhưng thực lực của hắn tương đương ngô xuyên, không phải đối thủ của hai người này. Mắt thấy Triệu Hưng Vũ vẫn đang ra tay, Huyến Vũ bỗng nhiên bắn một thương ra, ngăn cản Triệu Hưng Vũ, thản nhiên nói, Triệu Hưng Vũ, hà tất phải vội vàng như vậy, dừng tay trước đi. Chẳng lẽ muốn tranh thủ thời gian cho đám người phương bình? Bọn họ rời đi đã lâu, người vừa tới đã ra tay với Lão Phu, thật sự cho rằng Lão Phu không nhìn ra cái gì sao? Triệu Hưng Vũ sủi cười một tiếng, cũng dừng động tác, lạnh lùng nói, đúng thì sao? Lão phu che chở cho bọn họ thì đã sao? Ngươi có ý kiến gì? Ngươi muốn khiến cho nhiều người tức giận? Huyễn Vũ Côn bằng tiến lên trước một bước, lúc này, Thường Sơn Khải cũng tiến lên một bước, trầm giọng nói, vị huynh đài này, sao không hỏi rõ tình huống rồi tính tiếp? Nếu chúng ta đã tới đế mộ, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mong huynh đài suy nghĩ kỹ. Hắn vẫn tương đối khách khí, cảnh cáo cũng cảnh cáo không rõ ràng bởi vì triệu hưng vũ mạnh hơn hắn triệu hưng vũ thấy cường giả bốn phương tám hướng đều hội tụ về phía mình cười nhạo một tiếng làm sao muốn liên thủ ra tay với lão phu vậy có thể thử một lần lão phu xem xem có thể giết sạch các ngươi hay không dứt lời khí thế trên người triệu hưng vũ lại mạnh hơn ba phần đạp không một bước bước ra một bước này thường sơn khải lui lại một bước vẻ mặt cảnh giác một khắc vừa rồi cho hắn cảm giác là lại đi một bước người này tất thành chân thần chỉ cách có một bước, chỉ cách có một bước chân. Loại cường giả này, theo lý thuyết thì đã sớm bước vào chân thần cảnh, lại xuất hiện ở đây, nghĩ đến đây, thường sơn khải thầm mắng một tiếng trong lòng. Một khi người này trở thành chân thần, vậy thì phiền toái. Nhưng lúc này, có người nói nhỏ, triệu huynh, ở chỗ này thành tựu chân thần, tất nhiên sẽ khiến cho đế mộ phản kích. Mà đế bày ra đế mộ, không phải chân thần thì còn có thể, chân thần vừa vào, có lẽ sẽ dẫn phát kiếm chu thiên bộc phát, chém giết triệu huynh, Triệu huynh nghĩ lại. Người này nói xong, yêu kiếm khách cũng vội vàng truyền âm, không sai. Thành tựu chân thần ở đế mộ, không chỉ là chu thiên kiếm, còn có đế thi. Kích thích căn nguyên đại đạo, đế thi cũng sẽ sống lại, nghĩ lại đi. Vậy thì sao? Triệu hưng vũ đạm mạc nói, triệu mỗ ta chưa từng bị người uy hiếp. Nói chuyện cho tốt, triệu mỗ trả lại cho người ba phần mặt mũi, không nói chuyện tử tế, triệu mỗ chưa chắc sẽ chết, các người tất cả đều phải chết. Lời này vừa nói ra, mọi người bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn thật sự có tư cách này trong đám người tần phượng thanh đi cùng đám người từ bính bỗng nhiên cười nhẹ nói triệu minh chủ cuộc sống này mới tiêu dao từ tiền bối triệu minh chủ xuất thân từ thế giới loài người một lời không hợp không chừng sẽ giết sạch tất cả chúng ta tất cả mọi người từ bính đều nhíu mày tình huống càng ngày càng phức tạp cường giả nhiều như vậy lần này bọn họ thật sự có thể lấy được một vài thứ sao còn triệu hưng vũ này rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn người Phương Bình đã đi một đoạn thời gian, thế mà còn ở chỗ này ngăn cản, thật sự là muốn tranh thủ thời gian cho bọn người Phương Bình sao. chương 879, thật thật giả giả, loạn cục phía sau, đám người Phương Bình không rõ ràng lắm. Lúc này, mọi người ra roi thúc ngựa, không ngừng chạy về phía trước. Phía trước, sắc mặt của Vương Kim Dương trắng bệch, ôm chặt trái tim nói, còn cách một đoạn nữa, ở nơi sâu hơn. Người không sao chứ, Sức mạnh của ta hình như sắp hoàn toàn mất khống chế rồi." Vương Kim Dương sắc mặt khó coi nói, "Thứ ở chỗ sâu, đối với lực kéo của ta quá lớn, rốt cuộc là cái gì? Không phải một ít thánh quả trong tưởng tượng của ta, nếu là, không đến mức như thế, chỉ sợ có liên quan với bản thân ta." "Có liên quan đến bản thân ngươi?" Phương Bình nhíu mày, nhịn không được mắng, "Rốt cuộc Kiếm Mạc vẫn muốn làm cái gì? Đồ chết tiệt, lão bà bị người ta tính kế đều bị giết, bây giờ lại học theo mấy tên kia, tính kế người khác?" vương kim dương hít sâu một hơi nói chưa chắc là tính kế ta thôi tìm được rồi hãy nói đang nói phía trước một cây yêu thực màu đỏ như máu lăng không phân đến không phải huyết sắc yêu thú là yêu thực hơn nữa trên yêu thực kết mấy trái cây đỏ rực sắc mặt tương siêu bỗng nhiên sáng như tuyết vội vàng nói ta biết thứ này lão tổ từng nói thứ đồ chơi này hình như chính là loại yêu thực mà trương bộ trưởng nhặt được năm đó lại còn kết quả Cây yêu thực năm đó khiến trương bộ trưởng nhanh chóng tiến vào cao phẩm, bổ sung khí huyết, thân thể cường đại, xương cốt tráng kiện. Hiệu quả của thứ này, tốt đến kinh người, ta nói là tinh hoa sinh mệnh của nó. Nó lại có thể có kết quả, hiệu quả chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Ánh mắt đám người phương bình sáng lên, là thứ đồ chơi này. Lão Trương nhặt được một gốc yêu thực ở địa quật Bắc Hồ, người biết chuyện này không ít. Nhưng yêu thực lão Trương nhặt được, tinh hoa sinh mệnh hiệu quả càng tốt hơn, điểm này người biết không nhiều, Giờ phút này, Phương Bình ánh mắt cũng biến ảo nói, nói như vậy, yêu thực mà bộ trưởng nhặt được, thật sự đến từ đế mộ. Năm đó là có người đang âm thầm trợ giúp bộ trưởng hay là tính kế hắn. Người này, không cần phải nói, không phải ma đế thì chính là chủ nhân của tử cái sơn. Ngoại trừ bọn họ, không ai có thể đánh chết yêu thực trong đế mộ, ném đến ngoại vực. Giết nó rồi nói sau, Phương Bình khẽ quát một tiếng, cũng không nói nhảm, nhanh chóng hướng phía trước xung phong liều chết. Không chỉ hắn Mấy người điền mục cũng không cần phân phó, dồn dập giết tới. Gốc yêu thực này, không có kết quả thì hiệu quả đều tốt như vậy. Vậy kết quả thì sao? Mấy người vừa xông lên, bỗng nhiên tinh thần lực của yêu thực kia dao động nói, mấy vị khách quý, hà tất phải kêu đánh kêu giết, tiểu yêu là đến đây để nghênh đón các vị khách quý. Mấy người Phương Bình sững sờ, Phương Bình nhanh chóng nói, người biết nói chuyện. Huyết sắc đại thụ hiển nhiên hơi kinh ngạc, yêu thực bản nguyên cảnh ngoại giới không biết nói chuyện sao? Phương Bình cũng không phải ngoài ý muốn yêu thực tinh thần lực cửu phẩm cảnh truyền âm, nhưng hắn cho rằng yêu thú yêu thực nơi này đều không khác phương chiến chi địa là mấy, có chút hỗn loạn, huyết yêu trước đó đã chứng minh điểm này. Hiện tại một cây đại thụ màu đỏ như máu, thoạt nhìn là hỗn loạn, lại bỗng nhiên truyền âm, rất là lý trí, Phương Bình tự nhiên kinh ngạc. Yêu tộc ở đây có trí tuệ, Phương Bình hỏi một câu, tiếp theo liền không quản nữa, cấp tốc nói, ngươi là tới nghênh đón chúng ta. Gốc cây này cũng là cường giả của bản nguyên đạo chẳng lẽ đế phần thật sự còn có thế lực tồn tại ma đế ở trong này vâng cây to nhìn về phía vương kim dương trong đám người trên thân cây hiện ra một gương mặt già nua như ẩn như hiện giống như là đang cười vị khách quý này tiểu yêu đã chờ ngươi rất lâu rồi chờ ta vương kim dương thản nhiên nói chúng ta chưa từng gặp nhau chưa từng huyết thuộc tinh thần lực dao động nhưng tiểu yêu thật sự đang chờ khách quý đã rất nhiều năm rồi năm đó chủ nhân từng nói quý khách sớm muộn gì cũng sẽ đến tiểu yêu cuối cùng cũng đợi được vương kim dương nhíu mày chủ nhân mạc vấn kiếm vâng huyết thụ một hơi đáp ứng vượt quá dự liệu của mọi người phương bình cũng không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp thừa nhận là mạc vấn kiếm đang điều khiển phương bình nhíu mày lạnh lùng nói mạc vấn kiếm vẫn còn ở chỗ này không có huyết thụ tiếp tục nói chư vị khách quý theo tiểu yêu đi tới chỗ chủ nhân một chuyến thế nào lúc chủ nhân rời đi từng để lại một ít vật cho tôn khách, để tiểu yêu chuyển tặng khách quý. Mọi người liếc nhau, nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Lúc này, huyết thụ cũng nhìn về phía Phương Bình, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không biết Phương Bình mới là thủ lĩnh. Động tác này, để Phương Bình có chút phán đoán, có lẽ, Mạc Vấn Kiếm thật sự chỉ là đang tính kế Lão Vương, không liên quan đến hắn, đối phương đã sớm bày ra đế mộ, chờ Lão Vương đến, mà hắn tới đây, chỉ sợ không phải là do Mạc Vấn kiếm tinh kế. Vậy thì đi, đúng rồi, đằng sau còn có không ít kẻ địch của chúng ta, đối phương sẽ quấy nhiễu chúng ta. Huyết thụ truyền âm nói, không sao, tiểu yêu sẽ để huyết yêu đi ngăn cản, cho dù không cách nào một mực ngăn trở, thời gian cũng đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, xung quanh đám người phương bình xuất hiện hàng trăm huyết yêu. Những huyết yêu này, có mạnh có yếu, mạnh thì có khí thức của bản nguyên đạo, yếu thì cũng có thực lực cảnh giới bát phẩm bên trong huyết thụ truyền đến một trận tiếng rít bén nhọn. Những huyết yêu này giống như nhận được mệnh lệnh, nhao nhao hướng dung nhập dưới mặt đất, Phương Bình nhìn thấy một cỗ huyết sắc hướng bên ngoài dũng mãnh lao tới, hiển nhiên, những huyết yêu này là đi ngăn trở người phía sau. Phương Bình hơi nhíu mày, hỏi, huyết yêu rất nhiều sao? Huyết thụ trả lời, huyết yêu chính là đế huyết dung hợp mà thành, vừa rồi đã là toàn bộ. Nói như vậy, hiện tại nơi đây không có huyết yêu rồi. Không sai, yêu thực đâu, huyết thụ giống như đang quan sát Phương Bình, một lát sau mới nói còn có một số đồng tộc của tiểu yêu. Kiếm mạc vấn đi đâu rồi? Không biết, huyết thụ trả lời, chủ nhân rời đi rất lâu rồi, vẫn chưa trở về. Thật lâu, Phương Bình cười nhạt nói, rất lâu là bao lâu? 60 năm trước, mạc vấn kiếm còn đó không? Không có, Phương Bình lạnh lùng nói, người nói dối. Lão Trương nhặt được yêu thực, đại khái là vào khoảng 60 năm trước. 60 năm trước Mạc Vấn Kiếm không có ở đây, vậy là người nào làm? Quả thật không có ở đây, tiểu yêu không dám lừa gạt khách quý. Huyết thụ giải thích, chủ nhân biến mất đã gần ngàn năm. Người nói là ngàn năm trước kiếm của Mạc Vấn thật sự không chết, sau đó chúng ta an bài các ngươi rồi mới rời khỏi nơi đây. Khách quý nói là đế chiến, ngàn năm trước, chủ nhân xác thực không chết, nhưng bản thân bị trọng thương, ở chỗ này bồi dưỡng tiểu yêu cùng một ít đồng tộc, sau đó thương thế khôi phục, liền rời đi nơi đây. Vậy 60 năm trước, một gốc yêu thực dài tương tự ngươi, chết ở ngoại vực, là chuyện gì xảy ra? Cái này, huyết thụ hình như hơi do dự, Vương Kim Dương thấy thế thản nhiên nói, người đã nói ta là người mạc vấn kiếm phải đợi, vậy những việc này không tính là cơ mật gì chứ? Chẳng lẽ không thể nói cho ta biết một chút, việc này nói ra rất dài dòng, huyết thụ một bên nói, một bên nói, chư vị khách quý, vừa đi vừa nói đi. Huyết yêu ngăn cản không được quá lâu, giống như có cường giả tiến vào nơi đây. Mọi người liếc nhau, nheo nhau, nhau đuổi theo. Cùng lúc đó, bên ngoài, Yêu Kiếm khách bị mọi người vây vào giữa. Mọi người nhìn chằm chằm, Yêu Kiếm khách thì chậm rãi nói, bản tọa sinh ra ở đế mộ, lại nói tiếp, đã có ngàn năm thời gian. Đế mộ hình thành không lâu, bản tọa đã ra đời, được chủ nhân bồi dưỡng mà sống. "Chủ nhân?" Kỳ Huyễn Vũ thản nhiên nói, nói rõ ràng chút, chính là ma đế. Yêu Kiếm khách giải thích, năm đó, chủ nhân bị chư đế vây giết, thiếu chút nữa ngã xuống, trọng thương sắp chết. Sau đó, Bày xuống đế phần, bắt đầu dưỡng thương, trong lúc đó, bồi dưỡng bản tọa cùng một ít yêu thực cường giả. Chủ nhân dưỡng thương xong, rời đi đế mộ, khi đó, từng nói hắn sẽ trở về, cũng sẽ giúp chúng ta hóa thân thành người. Trong thời gian này, chủ nhân cũng dạy cho chúng ta một ít võ học, kiếm đạo của bản tọa, chính là chủ nhân truyền thụ. Chủ nhân vừa rời đi những năm kia, chúng ta an tâm tu luyện, cắm dễ đế phần chân chính, hấp thu khí huyết, năng lượng của đại đế tiến bộ cực nhanh nhưng chủ nhân thật lâu không về, tình huống thay đổi. Trong đế mộ, yêu thực không ít, nguyên bản mọi người hòa thuận ở chung, đều đang đợi chủ nhân trở về. Nhưng thời gian quá dài, có chút yêu thực liền động một ít tư tâm, muốn đi vào trong cung điện năm đó chủ nhân lưu lại, mưu cầu bảo vật chủ nhân lưu lại. Bản tọa được chủ nhân che chở, truyền thừa võ học, tuy lại yêu, nhưng cũng sẽ không làm chuyện phản chủ này. 60 năm trước, đế huyết thụ nhất tộc, bị linh thức đại đế vẫn lạc mê hoặc, làm phản chủ nhân, muốn đi vào ma đế cung, cướp lấy di bảo, giải trừ phong cấm đế phần. Bản tọa xuất lĩnh kiếm thụ nhất tộc, hộ vệ đế cung, muốn đánh giết phản nghịch. Lại không nghĩ tới, đế huyết thụ nhất tộc, được đế tôn vẫn lạc trợ giúp, chiến lược tăng nhiều. Triệu hưng vũ nhíu mày nói, đế tôn vẫn lạc, yêu kiếm khách vừa định giải thích, thường Sơn Khải ở bên cạnh thản nhiên nói, đại đế vẫn lạc, thi thể nếu vẫn còn, vậy đại biểu cho việc vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc, có thể còn lưu lại một chút linh thức còn sót lại. Nhiều năm trôi qua, có thể đã khôi phục một chút ký ức, đây là chuyện có khả năng. Quả nhiên, yêu kiếm khách xác định, đúng vậy. Lúc chủ nhân đi, đã phong ấn tất cả thi thể của những đại đế đã chết, cung ứng năng lượng cho chúng ta, để chúng ta tăng tốc độ tu luyện. Nhưng chủ nhân rời đi nhiều năm, những đại đế này có ít người, ở trên người thi có linh thức khôi phục. Mê hoặc đế huyết thụ nhất tộc, làm phản chủ nhân. Người nói mà đế có đế cung lưu lại ở đây, có, trước khi chủ nhân đi, vì chân áp những thi thể đại đế kia, để lại rất nhiều bảo vật, ngay cả Chu Thiên Kiếm cũng để lại, chính là lo lắng những đại đế này chết mà sống lại. Yêu kiếm khách tức giận nói, nhưng đế huyết thụ nhất tộc cấu kết với những đại đế kia lưu lại linh thức, muốn đánh vỡ phong cấm, lấy đi những bảo vật kiếm Chu Thiên này, buông ra chân áp, để những đại đế này hoàn toàn khôi phục. Những đại đế này, năm xưa vây giết chủ nhân, việc này yêu tộc trong đế phần đều biết. Chúng biết rõ đối phương là chủ nhân cừu địch, nhưng vẫn cấu kết như cũ, tâm khả chu, kiếm thụ nhất tộc tự nhiên sẽ không đáp ứng, tử chiến đến cùng. Cuối cùng, kiếm thụ nhất tộc bị giết sạch, chỉ có bổn tỏa thoát khỏi nơi này, đứng chân ở ngự hải sơn. Mấy năm nay, ngày đêm đêm đều muốn trở về đế mộ, đánh chết phản nghịch. Câu này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều khẽ động. Thường Sơn khải ý động nói, mà đế thật sự để lại chu thiên kiếm sao? Không sai, yêu kiếm khách nói xong, lại nói có điều không thể khinh động chu thiên kiếm. Kiếm chu thiên trấn áp chưa đế, những đại đế này bị giết, oán khí cực nặng, hiện giờ chỉ là khôi phục một bộ phận linh thức, đều là ác nghiệp. Một khi bọn họ sống lại, chắc chắn sẽ tạo thành đại loạn. Nơi này có bao nhiêu đế thi?" Triệu Hưng Vũ hỏi một câu, Yêu Kiếm khách suy nghĩ một chút mới nói, "Sáu bộ. Năm đó cường giả vây giết chủ nhân, vượt qua 10 người. Có người trốn chạy, có người chết không toàn thây, lưu lại thi thể chỉ có 6 người. Sáu vị này, trong đó có ba bộ đế thi đã không còn nguyên vẹn." đã bị tàn phá không chịu nổi. Lại có ba bộ, coi như hoàn chỉnh. yêu kiếm khách dứt lời, tiếp tục nói, một khi ba vị đại đế này khôi phục, chúng ta đều phải chết. Hiện giờ, trong lòng bọn họ chỉ có sát nghiệp, lần này vào đế mộ, bản tọa một mặt là vì đánh giết phản nghịch, một mặt cũng là vì liên thủ chư vị, chân áp đế thi. Bản tọa biết thần khí có lực hấp dẫn cực lớn đối với chư vị, nhưng một khi thả ra ba vị cường giả đế tôn chỉ vì giết mà sinh, vậy chắc chắn thiên hạ đại loạn. Huyễn Vũ Côn Bằng cười nhạt nói, nói như vậy, ba bộ đế thi này, đại đạo còn bảo tồn hoàn chỉnh. Lời này vừa nói ra, không ít người động tâm, thật sự có bản nguyên đạo tồn lưu của cường giả cấp đại đế. Trước đó chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng bây giờ yêu kiếm khách nói như vậy, hiển nhiên là thật. Không có đại đạo tồn lưu, cường giả đế cấp khôi phục cũng chỉ có thể so với cửu phẩm mà thôi, nhục thân căng cứng hơn bát phẩm bình thường một chút. Đại đạo của cường giả đế cấp, cái gì là đế cấp? Dưới tình huống bình thường, đại đạo đi ra vạn mét, đây mới là đế cấp. Đương nhiên, có thể có người đi mấy con đường lớn, cũng đến mức này. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, con đường của loại cường giả này, đều đáng giá mọi người truy cầu. Vạn mét đại đạo, đừng nói bọn họ những cửu phẩm này, cho dù là chân thần, thậm chí cường giả đế cấp, cũng sẽ ngấp nghé. Còn không phải một vị, ba vị, giờ khắc này, mọi người nào có lo lắng gì, đều là con mắt đỏ lên, ánh mắt lấp lóe Phía trước đám người, Ngô Xuyên không rời đi, hiện tại cũng không phát sinh xung đột với những người khác, lúc này hỏi, đã như vậy, vì sao ngươi không sớm nói cho tất cả mọi người, hiện tại bị phát hiện mới nói. Yêu kiếm khách tinh thần lực ba động nói, sự tình liên quan đến chủ nhân, ngoại giới đối với chủ nhân cũng có chút căm thù, bổn tọa lo lắng một khi bại lộ thân phận, sẽ bị một số người đuổi giết, thậm chí là chân vương cường giả ra tay. Chuyện này cũng có thể nói, ma đế ở địa quật là cấm kỵ, yêu kiếm khách thật muốn thừa nhận chủ nhân của mình là Mạc Vấn Kiếm, có lẽ đã sớm bị những chân vương kia bắt rồi. Kiếm của Mạc Vấn không chết, yêu kiếm khách trả lời, không biết, mấy năm nay đã không thấy được tung tích của chủ nhân. bổn tọa vốn tưởng rằng, năm đó chủ nhân ra khỏi đế mộ, đã dương danh ở bên ngoài, nhưng chờ bổn tọa ra khỏi đế mộ mới biết, bên ngoài đều cho rằng chủ nhân năm đó đã chết. Những năm này, ngoại giới không có bất kỳ tin tức gì của chủ nhân. Chủ nhân sống hay chết, bản tỏa cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ma đế rời khỏi đế mộ lúc nào, ước chừng 800 năm trước, lời này vừa nói ra, cơ giao bỗng nhiên nói, nghe đồn, chấn thiên vương xuất hiện vào 7-800 năm trước. Không thể nào, có người kinh ngạc, oánh oánh cũng cao mày nói, cơ giao, chấn thiên vương là ma đế. Chẳng lẽ không có khả năng, cơ giao bình tĩnh nói, khi đó ma đế rời đi, sau đó chấn thiên vương xuất hiện. Không thể nói nổi, Nguyễn Cung cao mày nói, có mấy vị cường giả giao thủ với chấn thiên vương, mệnh vương cũng từng giao thủ qua. Nếu thật sự là ma đế, Mệnh Vương có lẽ không biết, nhưng chân vương khác, ví dụ như Vạn Yêu Vương, năm đó khi Ma Đế xâm lấn, nó đã thành tựu chân vương thân. Nếu là như vậy, sao có thể không nhận ra Ma Đế? Chí Huyễn Vũ suy nghĩ một chút cũng mở miệng nói, khả năng Chấn Thiên Vương là Ma Đế không lớn, nhưng cũng không loại trừ khả năng Ma Đế có năng lực chuyển đổi khí tức. Về phần đại đạo, Chấn Thiên Vương đi ra hai con đường đại đạo, Ma Đế nghe đồn là ba con đường lớn, nhưng Ma Đế hình như chưa từng vận dụng qua đại đạo khác, chủ yếu lấy kiếm đạo làm chủ trấn thiên vương kia có thể ẩn giấu kiếm đạo thật ra truyền thừa kiếm đạo của minh vương chính là nghi hoặc hắn không đi cùng loại với đại đạo với trấn thiên vương đối với hậu duệ chân vương mà nói dưới tình huống bình thường đi đại đạo cùng bậc cha chú đều sẽ tương tự mà minh vương không có có phải trấn thiên vương âm thầm truyền thụ hay không những đặc điểm này vừa nói không ít người đều nhíu mày không thôi trấn thiên vương thật sự là ma đế sao lại nói tiếp cũng có chút trùng hợp sau khi ma đế rời khỏi đế mộ biến mất vô tung vô ảnh. Mà khi đó, Trấn Thiên Vương xuất hiện, ma đế đi ra ba đầu đại đạo, chủ yếu vận dụng chỉ có kiếm đạo, hai đầu khác đều chỉ là dùng cho tăng phúc lực lượng. Hai điều mà Trấn Thiên Vương đi ra, có phải là hai điều mà ma đế ẩn giấu hay không? Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, nếu thật sự như vậy, chuyện này càng ngày càng phiền toái. Trấn Thiên Vương là một phương nhân loại, hoàn toàn xứng đáng là lãnh tụ. Về phần những người võ vương này, bọn họ là lãnh tụ không tệ, nhưng bọn họ chỉ là lãnh tụ thời đại tân võ không phải lãnh tụ thời đại trấn tinh thời đại trấn tinh lãnh tụ chỉ có một người trấn thiên vương đó là một vị cường giả tuyệt đỉnh trấn áp địa quật mấy trăm năm năm đó mà đế lẻ loi một mình dù là tập hợp cường giả nhân loại nhưng thực lực cũng đều có hạn bây giờ thì khác trấn thiên vương hiện tại ra lệnh một tiếng cho dù là võ vương những người này có lẽ bình thường không hợp với hắn lúc này cũng sẽ không nghe lệnh của trấn thiên vương sắc mặt tất cả mọi người trầm trọng việc này thật khó làm mà phía trước đám người một xuyên bỗng nhiên nói đế huyết thụ nhất tộc là phản nghịch có hợp tác với đại đế đã vẫn lạc vậy những năm gần đây chẳng lẽ không thả những đại đế kia ra yêu kiếm khách giải thích khó chủ nhân bố trí phong cấm chúng chưa chắc có thể giải trừ nhưng theo thời gian trôi qua chúng nó sớm muộn gì cũng có thể phá vỡ phong cấm hơn nữa năm đó chủ nhân đã nói nếu như hắn không trở về vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm đến đế mộ tìm đồ của chính hắn. Đồ của hắn ở ngay trong đế cung, người nọ vừa đến, phong cấm của chủ nhân cũng sẽ bị bài trừ. Bản tỏa cảm thấy người này có thể chính là Phương Bình. Cho nên việc cấp bách bây giờ của chúng ta vẫn là đi ngăn cản Phương Bình, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào đế cung. Một khi tiến vào, có thể tạo thành phong cấm nghiền nát, ba vị đế tôn sống lại. Ngô Xuyên biến sắc, đáng chết, yêu kiếm khách mặc kệ nói thật hay giả, đều vô cùng nguy hiểm nếu như mấy người phương bình thật sự mở ra phong cấm để cho ba vị cường giả đế cấp phục sinh vậy những người này đều nguy hiểm ngô xuyên không nói hai lời bay lên trời nhanh chóng tiến về phía trước nhưng vừa phi hành được một khoảng cách lượng lớn huyết yêu xuất hiện yêu kiếm khách thấy thế nhanh chóng truyền âm nói phiền toái rồi đế huyết thụ nhất tộc phát hiện chúng ta rồi ngay lúc xong phương giao chiến huyết thụ cũng vừa trả lời xong vấn đề của bọn phương bình tinh thần lực dao động nói, năm đó kiếm thụ nhất tộc không chịu nổi sự cô đơn của việc thủ tại đế phần, làm phản chủ nhân, thoát khỏi đế phần. Chúng ta một đường chém giết, cuối cùng vẫn bị một ít yêu tộc trong chúng nó chạy trốn. Phương Bình nhướng mày, nói như vậy, cây huyết thụ lão trương nhặt được, thật sự chỉ là trùng hợp. Hai bên chém giết, đại chiến không ngừng, một vị huyết thụ ngã xuống, không ai hỏi thăm, sau đó tiện nghi cho lão trương. Vận khí này, thật hay giả vậy, sao ta chưa từng nhặt được, chương 880, Chiến Thiên Cung, mấy người một yêu, trong lúc nói chuyện, phía trước, một tòa cung điện màu đỏ như máu đã hiện ra trước mắt mọi người. Phương Bình nhíu chặt lông mày, cung điện này có chút yêu quái, nói một cách tà dị, cung điện này giống như vật sống, giống như cái miệng to như chậu máu đang chờ mọi người tiến vào, giờ phút này tà khí tràn ra bốn phía. Huyết thụ thấy đám người Phương Bình dừng bước, trên thân cây lần nữa hiển hiện gương mặt già nua, truyền âm nói, đây chính là đế cung chủ nhân lưu lại, cũng là chỗ hạch tâm nơi đây. Đế mộ, thật ra là nói nơi này, cung điện mới là đế mộ. Phương Bình ngắt lời nói, đế phần, các ngươi cũng xưng hô nơi đây như thế sao? Huyết thụ trả lời, nơi đây vẫn luôn xưng là đế mộ, phần mộ của đế tôn. Phương Bình lại có chút nhíu mày, xưng hô đế mộ này, thật ra là chiến vương nói. Nhưng cũng chưa chắc đã như thế, một số đại đế hình như cũng biết nơi đây, không ít người cũng gọi nơi này là đế mộ, có thể thật sự gọi là cái này. Vẫn là không thích hợp, trong lòng phương bình bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm những người ở thiên ngoại thiên kia cũng không biết kiếm của mạc vấn có còn sống hay không nếu như là kiếm của mạc vấn lấy đi thì làm sao những người kia biết được hay là nơi đây vốn vô danh ngoại giới đều gọi là đế mộ thế là huyết thụ cũng xưng là đế mộ huyết thụ này chẳng lẽ đã từng ra ngoài năm đó chúng nó đuổi giết kiếm thụ nhất tộc hình như là từng đi ra ngoài có thể nói không thông dựa theo thuyết pháp của nó chúng nó đuổi giết kiếm thụ nhất tộc rất nhanh đã kết thúc lùi về đế phần vậy nói cách khác không cách nào câu thông với người ngoại giới những yêu tộc này đều là do mạc vấn kiếm lưu lại bọn chúng cũng không dám ở bên ngoài lâu sao lại nói cho người ngoài biết về đế mộ điều này nói rõ phương bình trong lòng hơi chấn động điều này nói rõ cái cây này có lẽ nói dối có lẽ xưng hô ở đế mộ nó cũng là trong lúc vô tình nói ra hiện tại không cách nào tròn cố ý nói vẫn luôn xưng hô như thế dù sao bọn người phương bình cũng không biết nó có thể câu thông với ngoại giới hoặc là có người ngoại giới từng tiến vào thông báo tin tức. Dù sao không có khả năng một mực không đi ra ngoài, chỉ hơn 60 năm trước đuổi giết cây kiếm một lần. Trong lòng Phương Bình dâng lên một ý niệm, huyết thụ vẫn còn nói, mấy vị khách quý, đế cung đã đến. Đồ vật năm đó chủ nhân lưu lại cho khách quý, ngay tại bên trong đế cung. Phương Bình dừng bước, cau mày nói, nơi này rất tà dị. Các ngươi không phải là âm thầm mai phục đao phủ thủ muốn hại chúng ta chứ? Như vậy đi nếu là kiếm mạc vấn đưa cho chúng ta, vậy ngươi đi vào lấy, chúng ta cầm đồ vật liền đi. Hoài nghi, đó là bình thường, lần đầu quen biết, ai hoàn toàn tiến nhiệm một gốc yêu thụ, đó chính là ngu ngốc, cũng không tu đến cảnh giới này. Huyết thụ tinh thần lực dao động nói, khách quý hiểu lầm, đế cung năm đó chính là trí bảo của một vị cường giả thiên giới, cũng không phải là chủ nhân xây dựng sau này, bảo vật này vốn là như thế, cũng không phải là hậu kỳ hình thành. Chủ nhân ở đâu chúng ta không cách nào vượt qua, Ngày thường chúng ta đều hộ vệ bốn phía đế cung, tu luyện cũng đều ở bên ngoài đế cung. Chỉ có chủ nhân chờ khách quý đến mới có thể mở ra đế cung, lấy được vật chủ nhân tặng cho. Trong khi nói chuyện thì gương mặt già nua của cây huyết thụ nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương lúc này, hô hấp dồn dập lợi hại. Phương Bình nhìn hắn một cái, Vương Kim Dương miễn cưỡng truyền âm nói, bên trong có cái gì đó. Sức mạnh của ta sắp hoàn toàn mất khống chế rồi, thứ hấp dẫn ta đích xác ở bên trong, nhưng mà Đừng đi, hình như ta cảm ứng được một ít tình huống bên trong, có cường giả rất mạnh, hình như bị khóa ở bên trong. Hắn dùng tinh thần lực truyền lời, đều là ngừng lại một chút. Phương Bình thấy lực lượng của hắn thật sự bắt đầu mất khống chế, bản thân cũng sắp không cách nào khống chế phi hành, nhíu mày không thôi. Sốt cuộc bên trong là cái gì? Nếu như lúc chiến đấu, đối thủ cầm đồ vật bên trong, chẳng phải là có thể khiến lão Vương Triệt để mất khống chế, bị giết trong nháy mắt. Thứ này bất luận thế nào cũng phải lấy được có thể có tác dụng lớn với lão vương này không lấy được vậy cũng phải hủy thứ này không hủy lần sau lão vương gặp được vậy thì chờ chết đi cường giả phương bình suy nghĩ một chút nhìn về phía huyết thụ nói lúc trước ngươi nói nơi đây mới thật sự là đế mộ nói như vậy trong đế cung có thi thể của cường giả đế cấp huyết thụ khẳng định đế cung chính là đế mộ cũng là nơi phát ra lực lượng đế mộ duy trì lực lượng đế mộ bình chướng lực lượng huyết yêu hình thành Năng lượng tu luyện của chúng ta đều bắt nguồn từ đế cung, đế cung và đế mộ là một thể, những năng lượng này cũng bắt nguồn từ chư vị đế tôn thi thể, từ đó rút ra năng lượng, duy trì toàn bộ đế mộ vận chuyển. Huyết thụ nói xong, lại nói, bất quá những năm gần đây, đế tôn thi thể lực lượng cũng sắp bị rút ra không còn. Năm đó kiếm thủ nhất tộc phản loạn, còn muốn cấu kết hỗn loạn đế thi làm loạn, lại không biết đế thi sớm đã tiêu hao to lớn, lực lượng trăm không còn một, căn bản không cách nào bài trừ chủ nhân phong ấn hỗn loạn đế thi cũng tương tự như huyết yêu huyết thụ giải thích một câu những đế thi này hình như sinh ra ý chí yếu ớt nhưng suy nghĩ hỗn loạn đợi thêm một ít thời gian đế mộ rút ra lực lượng những đế thi này bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ phương bình khẽ gật đầu tiếp theo lại hỏi trong đế cũng có rất nhiều bảo vật sao chúng ta tiến vào đây chẳng phải là tùy tiện cầm huyết thụ hình như đang cười tuy thực vật không có cảm xúc nhưng giờ khác này vẫn cảm giác cười nói chủ nhân để lại cho khách quý khách quý mới có thể lấy đi, nếu không, khách quý muốn mạnh mẽ lấy đi, chỉ sẽ gây ra một chút mầm tai họa. Phương Bình không nói chuyện, sờ lên cầm, nhìn về phía cung điện màu đỏ như máu phía trước. Liên nổi bưng lên, cung điện này, có thể cùng nhau mang đi không? Cái gì tai và hay không tai họa, Phương Bình căn bản không thèm để ý. Nhưng mà cung điện này chỉ sợ không nhỏ. Phương Bình nhìn sơ qua, độ cao không thấp hơn 20 mét, dài rộng đều có 2-300 mét. Tổng thể chỉ sợ có trăm vạn khối đồ vật lớn như vậy, không gian chữ vật của hắn không bỏ xuống được. Phương Bình bỗng nhiên lại có nghi hoặc, hỏi, năm đó ma đế bị người vây công, hắn làm sao mang đế cung đến nơi này? Đế cung lớn như vậy, Mạc Vấn Kiếm nói là từ thiên giới mang đến, vậy bình thường hắn để ở đâu rồi? Vấn đề này, khiến huyết thủ có chút khượng lại, vì sao điểm chú ý của người này luôn đặc biệt như vậy? Người bình thường sẽ chú ý đến điều này sao? Cung điện, bảo vật do một vị cường giả đế cấp lưu lại, sẽ có người quan tâm cung điện làm sao tới sao huyết thụ dừng lại một chút rồi trả lời vật này là trí bảo của thiên giới thủ đoạn bình thường không thể thu được nhưng bảo vật này có thể cất trong tam tiêu môn năm xưa chủ nhân đã đặt nó vào trong tam tiêu môn bảo tồn phương bình một mặt hứng thú nói vậy thu như thế nào giờ khắc này huyết thụ bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn nghĩ nghĩ nhắc nhở bảo vật này tương liên với đế mộ tương liên với tử cái sơn Chủ nhân phong ấn bảo vật này với Tử Cái Sơn, không cách nào thu được. Không thể thu, Phương Bình vẻ mặt không tin, đồ vật đã có thể đặt ở chỗ này, vậy thì có thể mang đi. Đương nhiên, liên hệ thì hắn tin, lúc trước, ở trong Huyền Đức động thiên, những kiến trúc kia cũng liên kết với toàn bộ phong cấm, hắn cũng không có cách nào lấy đi. Nhưng lúc trước là lúc đó, khi đó thực lực của hắn không đủ. Bây giờ thực lực của hắn không yếu, mạnh mẽ phá hủy cũng chưa chắc đã bị cấm chế phản kích đánh chết phương bình đem việc này buông xuống lại nói các ngươi bên này còn có bao nhiêu yêu thực thực lực như thế nào ý của quý khách là phương bình bình tĩnh nói ở đây có chút hỗn loạn khí cơ không rõ ràng ta phải hỏi rõ ràng nếu như các ngươi là rất mạnh chúng ta tiến vào đế cung các ngươi ở bên ngoài bao vây chúng ta đây không phải là muốn chết sao trước tiên phán đoán thực lực của các ngươi cảm thấy các ngươi không thể vây giết chúng ta chúng ta mới có thể suy xét đi vào nói xong Phương Bình cười nói, cũng đừng gạt ta, ta cái người này ưu điểm khác không có, đối với năng lực cảm ứng nguy cơ vẫn là không kém. Người nói rõ ràng, chúng ta thoải mái nói chuyện, lẫn nhau đều nhẹ nhõm một chút. Ta là người không thích những thứ cong cong quấn quanh kia, vị thụ huynh này cảm thấy thế nào? Huyết thụ trầm mặc một lát, tinh thần lực đáp lại, đế huyết thụ nhất tộc, trừ tiểu yêu ra, còn có 18 vị. Thực lực như thế nào? Phương Bình truy vấn, huyết thụ suy nghĩ một lát, bản nguyên cảnh, tính cả tiểu yêu tổng cộng có 9 vị, những người khác đều là kim thân cảnh. 19 gốc yêu thực, cùng một chủng tộc, loại tình huống này, kỳ thật rất ít gặp. 19, 9 bản nguyên cảnh, tỷ lệ này càng dọa người. Nói như vậy, tính cả năm đó bị giết, nơi này vốn là 20 vị. Hay là nói, nhiều hơn, năm đó thật ra cũng chết nhiều hơn. Cây huyết thụ này, Phương Bình đại khái phán đoán một chút, hắn cảm ứng không phải là quá rõ ràng, thực lực khả năng nằm ở bộ dáng bản nguyên lục thất đoạn, cũng không tính lại yếu. Mạnh nhất hay là bình thường? Phương Bình dò hỏi lần nữa, thụ huynh, người có tên không? Là thủ lĩnh đế huyết thụ nhất tộc sao? Tiểu yêu tên đế nhạc, cũng không phải là tộc trưởng đế huyết thụ nhất tộc, năm đó tộc trưởng bởi vì kiếm thụ nhất tộc làm phản, đuổi giết kiếm thụ tộc trưởng. Bị thương mà về, đến nay chưa lành, một mực tiềm tu. Phương Bình nhìn quanh một vòng, ở phía sau đế cung, hình như có một mảnh rừng rậm. Phương Bình chỉ vào bên kia nói, bên kia là địa phương các người thường ngày tiềm tu. Đúng vậy, năm đó chủ nhân mở một đạo tràng ở chỗ này, cung cấp cho chúng ta sử dụng để tu luyện, ngay từ đầu chúng ta cũng không phải là yêu quái. Cây cối không thành tinh, tự nhiên không tính là yêu tộc. Đế huyết thụ nhất tộc, ngay từ đầu cũng không phải là yêu tộc chân chính, chỉ là cây cối bình thường. Nhưng năm đó bọn chúng bị ảnh hưởng bởi đế thi, thu nạp không ít đế huyết, sau đó mới dần dần có cây cối mở ra linh trí, bắt đầu tu luyện, mới có đế huyết thụ nhất tộc. Phương Bình giống như là một đứa bé hiếu kỳ, lại chỉ chỉ trái cây treo trên cành cây của nó, cười nói đây là trái cây gì. Huyết thụ hình như có chút không chịu nổi ánh mắt của hắn, thân cây hơi chết đi một chút, sau một lúc lâu mới nói chúng ta gọi nó là đế huyết quả. Có tác dụng gì, có thể đưa chúng ta một viên nếm thử không? Trước mặt yêu thực, nói muốn ăn trái cây của nó, đây là rất không lễ phép. Có một số yêu thực, người nói đến cái này, có thể lập tức trở mặt, huyết thụ giống như đang xoắn suýt lại một lát sau mới nói đế huyết quả chính là do chúng ta hấp thu năng lượng đế thi biến thành cũng là đạo quả của chúng ta sợ không thể tặng cho khách quý nhưng trong đế cung bảo vật vô số phương bình cười nói đừng quá để ý ta chỉ nói như vậy đúng rồi sinh mệnh tinh hoa tồn chữ của đế huyết thụ nhất tộc các ngươi không giống với yêu thực bình thường ẩn chứa một ít uy năng của cường giả đế cấp có phải có tác dụng đặc thù gì hay không huyết thụ lần này căn bản không trả lời có một số việc đều liên quan đến cơ mật tu luyện của bản thân chúng nó phương bình lại tự nói với chính mình hấp thu lực lượng cường giả đế cấp để trưởng thành sẽ không hấp thu sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ chứ dưới sự thay đổi vô tri vô giác những đế cấp cường giả này có thể đoạt xá hay không đoạt xá lẽ ra không tồn tại nhưng khi sinh mệnh bản nguyên của một người bị thay đổi vậy thì khác thân thể và bản nguyên phù hợp vậy thì không tồn tại vấn đề bài xích đừng nói hình như đây cũng là một cách những cường giả đế cấp vẫn lạc kia có phải có ý nghĩ này hay không thụ huynh đế huyết thụ nhất tộc các ngươi có người bị đoạt xá rồi sao huyết thụ lần này không thể trầm mặc nữa trả lời khách quý lo lắng nhiều việc này là không thể nào những đế tôn này lúc chết bản nguyên đã tán loạn nếu không tán loạn cũng sẽ không tử vong bây giờ chỉ còn lại một chút ý chí nếu bản nguyên sinh mệnh vẫn còn vậy thì sẽ không phải chết hình như cũng thế huyết thụ giống như thật sự có chút không kiên nhẫn ngữ khí hơi bực bội truyền âm nói chư vị khách quý huyết yêu ngăn cản không được bao lâu vật chủ nhân lưu lại khách quý có thể đi tự lấy kể từ đó nhiệm vụ chủ nhân năm đó lưu lại cho đế huyết thụ nhất tộc chúng ta cũng hoàn thành có dặn dò đối với chủ nhân sau lần này chỉ sợ đế phần không thể tiếp tục tồn tại chúng ta có lẽ cũng sẽ rời khỏi đế phần nhiệm vụ chủ nhân chưa hoàn thành đế huyết thụ nhất tộc cũng không dám không để ý chủ nhân chi lệch tùy tiện rời đi nơi đây xin khách quý thông cảm một chút Phương Bình không để ý đến nó, nhìn về phía cung điện màu đỏ ở phía trước. Cung điện rất yên tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của sinh mệnh. Từ trên cao quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy một ít tình huống trong cung điện, nói là cung điện, cho Phương Bình cảm giác lại phảng phất như là nơi ở qua ngày, hắn giống như thấy được một mảnh đồng ruộng, một mảnh đất trồng rau. Cung điện có cửa chính, cửa đóng, mạc vấn kiếm mang về từ thiên giới, cũng không biết năm xưa là chỗ ở của ai nhưng một món bảo vật có thể cất vào tam tiêu chi môn phải biết rằng tam tiêu chi môn không phải thứ gì cũng có thể tiến vào đồ vật được cất vào trong tam tiêu chi môn đều là nửa hư nửa thực ví dụ như thần binh ví dụ như tinh thần lực cụ thể tòa cung điện này ít nhất cũng có phẩm chất thần binh đây là chỉ chỉnh thể một kiện thần binh khổng lồ như thế so với thần binh cung điện của lê án còn cao cấp hơn nhiều phương bình liếc mắt nhìn vương kim dương lúc này sắc mặt lão vương trắng bệch che ngực thở dốc lý hàn tùng đang đỡ hắn để phòng hắn rơi xuống từ không trung đi vào chắc chắn phải vào trong phương bình nếu đã tới cũng sẽ không hàm hồ nhưng mà cái gọi là đế huyết thụ nhất tộc này phương bình cũng không quá yên tâm một đám yêu tộc uống máu lớn lên thật sự có dễ nói chuyện như vậy sao mạc vấn đi kiếm đã nhiều năm như vậy để lại bảo vật những yêu tộc này thật sự không động tâm sao vì sao không lấy muốn nói không dám sợ sợ mấy trăm năm thì thôi đi đã bao nhiêu năm rồi thật sự là sợ. Hay là kiếm của Mạc Vấn đã từng trở về trên đường, chúng nó không dám có dị động. Hoặc là, không vào được cung điện, nhưng 19 vị cường giả, 9 vị cửu phẩm, toàn lực ứng phó, ngày đêm đêm tấn công cung điện, thật sự không mở ra được sao. Nếu thật sự như thế, tòa cung điện này chính là trí bảo tuyệt đối. 19 vị cường giả không thể công phá, thứ đồ chơi này cầm tới tay, không nói những cái khác, nếu có thể mang theo, đó chính là pháo đài kiên cố nhất. Phương Bình nghĩ rất nhiều, truyền âm cho mọi người Lý Lão Đầu nói, chư vị, bây giờ là đi vào hay là làm sao bây giờ? Bên trong tình huống như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, mấu chốt bên ngoài còn có 19 vị cường giả. Không chỉ có đế huyết thụ mà còn có những người phía sau nữa. Nếu chúng ta tiến vào, bị vây ở bên trong, vậy thì chờ chết đi, xác suất bị vây giết cực lớn. Lý Lão Đầu truyền âm nói, nghe lời ngươi, đế huyết thụ nhất tộc này không thể dễ tin, nhưng mà đồ vật ở đây, chúng ta cũng sẽ không buông tha. Nghe ý tứ của đối phương, bên trong có không ít thứ tốt, có khả năng có thể trị liệu bảo vật của khổng tông sư. Đúng rồi, quả của đế huyết thụ nhất tộc này có hiệu quả như vậy sao? Người kiến thức nhiều, hiệu quả của trái cây này cảm thấy thế nào? Cũng được, chỉ sợ có thể so với những bảo vật kia của phong quả, nhưng chủ yếu là tăng trưởng khí huyết, gia tăng cường độ thân thể, hẳn không phải là trái cây có liên quan đến tinh thần lực. Phương Bình hiện tại xác thực kiến thức nhiều, đại khái phán đoán một chút, có thể nhìn ra chút gì đó. Quả của đế huyết thụ, hiệu quả hẳn là mạnh hơn quả kim thân nhiều. Dù sao thứ hấp thu chính là năng lượng thi thể của đế cấp cường giả. Thứ này cho cường giả thất phẩm ăn một viên, có lẽ có thể trực tiếp rèn đúc song xương sọ tiến vào bát phẩm. Cho bát phẩm ăn, cũng sẽ nhanh chóng trợ giúp đối phương rèn đúc kim thân. Nhưng mà, sự giúp đỡ của đối phương chỉ sợ không lớn như tưởng tượng. Lấy tinh thần lực loại trái cây so sánh, cái đồ chơi này có thể so với phong quả, kim thân 5-6 đoán hẳn là có trợ giúp, nhưng đến kim thân 8 đoán, vậy đại khái trợ giúp liền có hạn. Giá trị khoảng 2 ba ngàn tỷ một viên, quan trọng là có nhiều thứ đồ chơi này, chỉ là đế nhạc này cũng đã kết 8 viên. Phương Bình vừa mới đếm, đây nếu là cửu phẩm đế huyết thụ khác đều kết quả, chín vị, đây chính là 72 quả, tuy chưa chắc đều kết một dạng số lượng trái cây, bất quá mấy chục quả vẫn phải có. Những cây đế huyết thụ bát phẩm kia, kết quả rồi sao? thứ này nếu mang về thế giới loài người, Hoa Quốc sẽ nhanh chóng có thêm một nhóm cường giả bát phẩm chung. Nếu đế huyết thụ kêu đánh kêu giết, mấy người Phương Bình đã sớm xuống tay. Nhưng bây giờ, đối phương một bộ thái độ đưa bảo vật cho các ngươi, Phương Bình thật đúng là không có ý tứ động thủ. Tâm địa này của ta chính là thiện lương như vậy, nhưng mà, những yêu tộc này thật sự tốt bụng như vậy sao? Hỏi nhiều vấn đề như vậy, tuy rằng phần lớn đế nhạc đều trả lời, nhưng đều tránh nặng tìm nhẹ, trả lời cũng không làm cho Phương Bình hài lòng. Vào đi, Phương Bình Hạ quyết tâm, không thể kéo dài, chờ người phía sau tới càng phiền toái. Hơn nữa hiện tại Lão Vương cũng sắp hôn mê, vật bên trong ảnh hưởng quá lớn. 19 vị cường giả, còn chưa chắc là thật, sắc mặt Phương Bình nghiêm túc, truyền âm nói, đều cẩn thận một chút. Ta gọi đế nhạc này cùng chúng ta đi vào, phàm là có gì không thích hợp, trước tiên xử lý nó rồi nói. Tất cả mọi người đều không có ý kiến, Phương Bình đã quyết định muốn vào, vậy thì vào đi huống chi mục đích lần này tới chính là vì những thứ này phương bình không nói thêm lời nhìn về phía huyết thụ cười nói đế nhạc huynh vậy thì cùng nhau đi vào thì như thế nào ngươi dù sao cũng là chủ nhân nơi đây quen thuộc nơi này hơn so với chúng ta đế cung hẳn là đã từng tiến vào chứ năm đó khi chủ nhân còn sống từng tiến vào mấy lần huyết thụ không phủ nhận lại nói nếu như quý khách mời tiểu yêu tất nhiên sẽ không cự tuyệt phương bình gật đầu vừa muốn rơi xuống đất vương kim dương bỗng nhiên thở dốc nói ta hỏi một câu ngươi làm sao biết được ta chính là người các ngươi muốn chờ huyết thụ trầm mặc một lát mới nói khí tức khí tức của quý khách tiểu yêu từng gặp qua ngay tại trong đế cung cho nên quý khách vừa tới tiểu yêu liền nhận ra quý khách mặt khác lúc quý khách đến đế cung cũng có chút rung động tình huống như thế đế huyết thụ nhất tộc đều biết người chủ nhân muốn chờ đã đến ngươi đã thấy khí tức của ta vương kim dương mặt trắng bệch nói là cái gì không biết huyết thụ chân thành nói năm đó chủ nhân vẫn còn tiểu yêu từng cảm ứng một chút ở bên ngoài chỗ chủ nhân nhưng tiểu yêu cũng không thể tiến vào đế huyết thụ nhất tộc chỉ có chủ nhân dùng để tô điểm cho đế cung trồng cho nên chúng ta chỉ có thể chờ ở ngoài cung điện trừ phi chủ nhân triệu kiến nếu không không thể tiến vào nơi chủ nhân nghỉ ngơi vương kim dương không hỏi nữa đoàn người rơi xuống đất vừa rơi xuống đất tới gần cung điện cung điện cho bọn họ cảm giác càng thêm tà dị trên cửa chính có viết chữ phương bình không biết tất cả mọi người đều không nhận ra đây cũng là văn tự thời thượng cổ huyết thụ ngược lại là biết rõ giải thích nói cung này không phải là nguyên vật chủ nhân đến từ thiên giới tên là chiến thiên cung chủ nhân từng nói vật ấy có chủ tên cũng không cần sửa đổi chiến thiên cung phương bình nhướng mày khẩu khí không nhỏ a à. thời đại thần ma thiên giới vẫn còn chiến thiên hai chữ chiến thiên này xem như đại nghịch bất đạo rồi nhỉ bầu trời là cái gì trong mắt cường giả thần ma, đó là đại đạo, đó là thiên giới, đó là đại đạo chi nguyên. Có người muốn chiến thiên, chương 881, trái tim, mọi người bước lên phía trước, cửa điện cao lớn đóng chặt. Huyết thụ giờ phút này nhìn về phía vương kim dương, mở miệng nói tôn khách có thể tiến lên thôi động, nếu chủ nhân đã lưu lại vật cho tôn khách, tôn khách nhất định có thể mở ra cánh cửa này. Phương Bình không để ý tới nó, trực tiếp đi lên phía trước đẩy một cái. Cánh cửa không chút sứt mẻ, Phương Bình nghĩ nghĩ, lực lượng gia tăng, khẽ quát một tiếng, lần nữa thúc đẩy. Vẫn không nhúc nhích, Phương Bình thấy thế có chút muốn chuyển đổi khí thức thử một chút, lúc này Vương Kim Dương tiến lên một bước, khẽ lắc đầu, lấy tay đẩy về phía cửa chính. Cánh cửa trước đó không chút sức mẻ, khi hắn đưa tay ra, nó hơi rung động. Tiếp theo, truyền ra một trận tiếng oanh minh, cửa lớn mở ra, huyết thụ cũng rơi xuống đất, lúc này thân thể nhỏ đi, gương mặt già nua lại lần nữa hiển hiện, có chút khác thường nhìn lướt qua Vương Kim Dương. Đế cung mở ra rồi, ngay tại nháy mắt đế cung mở ra, bên trong khu vực giới vực, công vô tử đột nhiên nhìn về phía đế mộ, chiến thiên đế, thật sự tới rồi, công vô tử thì thào, chiến thiên cung đã được mở ra. Trong đám người trước đó, thật sự có chuyển thế thân của chiến thiên đế sao? Vào thời khắc này, công vô tử bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía ngự hải sơn, thân ảnh khẽ động, sau một khắc, công vô tử xuất hiện ở cuối thiên cung, trước mắt, đã có thể nhìn thấy ngự hải sơn trong ngự hải sơn chiến vương thu liếm khí cơ lúc này đang chui vào động lông mày công vũ tử nhíu chặt giữa tử cái sơn và ngự hải sơn có cửa động điểm này trước đó chiến vương đã phát hiện thậm chí đã nói qua với đám người phương bình lần trước chiến vương khoan động thiếu chút nữa đã chui vào bên trong đế mộ cửa động này nói ra còn có chút quan hệ với yêu kiếm khách công vũ tử giống như nhìn thấu đối diện thấy chiến vương đang vành mông chui vào lỗ bức tường ngăn giới trước mặt khẽ rung động, rất nhanh hóa thành trong suốt. Sư đệ, tư chất chân thần, khoan động, có ổn hay không, liên quan gì đến ngươi, chiến vương cũng truyền âm, tuy hắn và công vũ tử chưa từng trao đổi qua, nhưng hai bên cũng không xa lạ gì. Chiến vương vừa chui vào động vừa truyền âm nói, ta đi xem hai tiểu tử nhà ta, ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chọc giận ta cũng không sao, ngươi chọc giận mấy tên kia, chờ chết đi. Đại đế có tác dụng quái gì? tiểu tử mạc vấn kiếm kia hiện tại đã đến, cũng cẩn thận một chút, đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, cuối cùng bị người ta giết chết. Người khôi phục ký ức, công vô tử có chút ngoài ý muốn, không có, chiến vương tiếp tục chui vào trong vách núi, hùng hùng hổ hổ nói, nhưng mà có chút ấn tượng. Ký ức này của ta xảy ra chuyện gì, ta cũng lười truy cứu. Các ngươi những thứ đồ chơi này, biến chúng ta thành mất trí nhớ ném ra ngoài, tất nhiên có mưu đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có liên quan đến thân phận của một số người các ngươi là đang giả bộ hiểu chuyện có lẽ chúng ta cũng biết nhưng các ngươi biến chúng ta thành mất trí nhớ có lẽ là không muốn để chúng ta nói sớm ra phá hủy kế hoạch của các ngươi đồ vật lão bất tử thế mà mẫn diệt trí nhớ của lão tử bằng không nói không chừng lão tử cũng thành đế dùng đến tu luyện mấy trăm năm uổng phí đám lão bất tử các ngươi tự mình chờ hối hận đi sư đệ mắng chúng ta chẳng phải là mắng chính ngươi sao công vô tử thản nhiên đáp lại lão tử cam tâm tình nguyện lão bất tử muốn chơi đùa tạo ra lỗ hồng lỗ hồng này bị ngăn chặn hắn sao không cho lão tử vào sao tử cái sơn không chừng vẫn là của lão tử hiện tại ngươi tu hú chiếm thước sao còn không cho lão tử tiến vào có ý tứ gì sư đệ nhiều năm không gặp người vẫn không coi trọng tôn ti như thế thôi đi chiến vương đấm ra một quyền oanh cho ngự hải sơn rung rung tạo thành một vết rách vừa đi vừa nói tôn ti lão tử mất trí nhớ biết ngươi là ai ngươi nói ngươi là sư huynh của ta thì ngươi được rồi ta còn nói ngươi là con trai của ta ngươi có phải không làm càn công vô tử có chút phẫn nộ tưởng thiên minh càng ngày càng càn dỡ bớt nói nhảm mau để cho ta đi vào ta cảm giác có chút huyền bí các ngươi những thứ này giống như muốn tính toán đám người phương bình ta cảnh cáo ngươi ta không phải ra mặt thay bọn hắn nhưng các ngươi tính toán bọn hắn sớm muộn sẽ xảy ra đại sự bây giờ ngươi nên khôi phục thực lực có thực lực đế cấp nhưng ngươi đế cấp này ta thấy cũng chỉ như vậy mấy tiểu tử này người đầu tư cũng không ít trương đào lý trấn thương miêu đều đầu tư vào bọn họ các ngươi bây giờ muốn nhúng tay vào chờ chết đi mấy tên tiểu tử kia đều là hung tàn vô cùng không khoác lác có thể đánh chết ngươi ngươi tin hay không không thể vào đế mộ công vũ tử thấy hắn vẫn còn tiếp tục đi về phía trước lối đi ngự hải sơn kia là nối thẳng đến chỗ mộ đế thấy thế hắn quát khẽ ở bên kia vấn kiếm bày ra trận pháp việt sát mấy năm nay chưa từng có chân thần đế tôn nào dám vào người cho rằng thật sự là bởi vì kiêng kỵ ta người tự tiện xông vào chắc chắn phải chết bớt nói nhảm đi kiếm của mạc vấn đã đi đâu rồi để hắn đi ra đây bây giờ đi ra chúng ta nói chuyện nói không chừng có thể hợp tác hiện tại không ra được ẩn nấp muốn làm hắc thủ phía sau màn ta nói cho ngươi hay loại người này đều không có kết cục tốt Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, loại gia hỏa muốn làm hắc thủ phía sau màn này, cuối cùng đều chết đặc biệt thảm. Ta tính cho Mạc Vấn kiếm một quẻ, hiện tại đi ra, còn có cơ hội báo thù, có cơ hội đạt thành mục tiêu của hắn. Bây giờ không ra, cuối cùng đi ra, không phải bị Trương Đào đánh chết thì cũng là bị Phương Bình đánh chết, ngươi tin hay không? Ngươi, công vô tử im lặng, ký ức của ngươi đều mất hết rồi, ngươi còn tính là quẻ. Một câu coi như quẻ, đã chứng minh rất nhiều thứ. Hiển nhiên, dù trí nhớ không mất đi thì chiến vương cũng có sở thích này. Chiến vương tùy ý nói, đây không phải là xem bói, đây là căn cứ vào một ít manh mối, đi suy đoán, đây là hình thức tính toán khoa học. Ta phân tích phương bình, trương đào, tính cách của rất nhiều người, đem lời nói cử chỉ, tính cách, thói quen của bọn họ đều làm một cái thống kê. Sau đó, lại căn cứ hành vi trước kia của bọn họ, đi suy tính kết cục đối nghịch với bọn họ. Tính đi tính lại, mạc vấn kiếm trừ phi thành hoàng, bằng không, chờ chết đi. Tưởng Thiên Minh, năm đó người cùng vấn kiếm có quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ tại sao lại giúp đỡ ngoại nhân? Quan hệ tâm đầu ý hợp, Chiến Vương bất ngờ hỏi, có sao? Năm đó quan hệ của ngươi và vấn kiếm là tốt nhất, nếu không phải như thế, ngươi làm sao có thể kết giao với thương đế? Bây giờ, trí nhớ của ngươi mất đi, nhưng vẫn còn sống, năm đó đại chiến chưa chết, ngươi cho rằng ngươi có thực lực cường đại sao? Năm đó nếu không phải vấn kiếm âm thầm giúp ngươi, trận chiến thiên thực, thiên mệnh kia, ngươi đã hoàn toàn ngã xuống chiến vương lại đấm ra một quyền gã cười nói vậy sao ta thật sự không rõ ràng lắm nói như vậy ta càng muốn cứu vớt hắn để mạc vấn kiếm đi ra nói chuyện với lão tử ta đây là cứu hắn công vô tử hoặc là ngươi nói cho ta biết mục đích của kiếm mạc vấn vấn kiếm cũng không có ác ý ngươi cảm thấy ta tin sao chiến vương khinh thường nói đồ cổ đúng là đồ cổ chỉ số thông minh đều giảm xuống làm một cái đế mộ nói rõ chính là có ác ý bằng không hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, lấy thứ này ra. Bớt nói nhảm, người không nói, vậy ta liền đi sông. Thuận tay làm thịt những cái cây bên trong kia, lần trước ta thấy được một chút, trái cây kết ra đều là thứ tốt, hai tiểu tử nhà ta ăn, rất nhanh liền bát phẩm. Đúng rồi, cái yêu thụ kia, đùa kiếm kia, người nuôi. Chiến vương không đợi hắn trả lời, nhanh chóng nói, đừng phủ nhận. Lần trước ta tới đây, hình như cảm ứng được khí thức của cái cây kia, giống như nối thẳng tới bên ngươi, tiến vào tử cái sơn, nói rõ cái cây kia có liên hệ với ngươi. Công vô tử không lên tiếng, chiến vương lại nói, giả chết, ta nói này lão già, theo lý mà nói hai ta hẳn là cùng một phe. Có một số việc ngươi không thể nói với người khác, vẫn có thể nói với ta. Ta khuyên ngươi, hiện tại nên thu tay lại thì hơn, nếu không thật sự có phiền toái lớn. Lão Phu không có ác ý, vậy sao, ta hỏi ngươi một câu, cây của trương đào năm đó, ai ném cho hắn? Bất ngờ mà thôi. Ngoài ý muốn, chiến vương cười nhạo, vừa oanh kích sơn động, vừa than thở, dù sao sớm muộn gì các người cũng sẽ xảy ra chuyện. Trương Đào không phải người lương thiện, muốn nói phương bình, hắn còn trẻ, hiện tại nói phiền toái, đó cũng là phiền toái về sau. Trương Đào, đó là sự phiền phức hiện tại, người hẳn là biết Trương Đào, hắn thật ra cũng đã tới Bắc Hồ Địa Quật nhiều lần, ở Ngự Hải Sơn bên này cũng nhiều lần, người có thể cách không phát hiện ra hắn cái cây mà các ngươi tặng kia, không có vấn đề thì thôi, tốt xấu gì cũng là một cái nhân tình. Có vấn đề, phiền phức lớn rồi, trước khi đến đây, hình như hắn đã đoán được điều gì, biết lão tử và ngươi có thể gặp được nhau, nói thần thần đạo đạo còn mơ hồ hơn cả ta. Không gì khác hơn là cái cây kia có chút vấn đề, nhưng mà hắn đã sớm giải quyết, các người muốn dựa vào nó để quản chế hắn, người si nói mộng. Người khác nói ta không tin, hắn nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn, đại khái thật sự giải quyết xong, các người hiện tại đừng nghĩ quá nhiều. Công vũ tử khẽ thở dài, cũng không có vấn đề gì, chỉ là một ít linh thức dẫn dắt mà thôi. Người mất trí nhớ, không biết những thứ này, năm đó các phái thường dùng thủ đoạn mà thôi, chỉ là dùng linh thức dẫn dắt hắn đối với tử cái sơn có thêm một chút thiện ý, đây cũng là thủ đoạn thường dùng của các môn nhân đệ tử. Đến đế cấp, tự nhiên không có ảnh hưởng chút nào, việc này hắn cũng nên biết, đây cũng không phải ác ý. Người thừa nhận, là người làm, Chiến vương cười ha ha nói, vừa rồi không phải vì chết mạnh miệng không thừa nhận sao. Dẫn dắt, ta thấy là thôi miên tinh thần lực mới đúng chứ. Các ngươi làm giống như tà giáo, có ý tứ sao? Bán nhân tình, vậy thì bán cho tốt, nói trở lại, nghĩ như thế nào bán cho hắn nhân tình. Hắn khi đó mới tứ phẩm cảnh, không tính là quá xuất sắc nhỉ. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, chiến vương bỗng nhiên nói, hắn là kiếm của Mạc Vấn sao? Sao lại có ý nghĩ này? chiến vương cười nói người đầu tư vào hắn hắn sinh ra ở bắc hồ nhất định phải đến địa quật bắc hồ ta nghĩ xác suất hắn là kiếm mạc vấn vẫn có có lẽ chính hắn cũng không biết có lẽ năm đó hắn quyết định chuyển thế phong ấn cho nên trở thành trương đào hiện tại ta cảm thấy rất hợp lý dứt lời chiến vương lại nói tiếp ta vẫn cảm thấy tên tiểu tử này quá mức yêu nghiệt cũng không có kỳ ngộ gì quá lớn làm sao có thể mạnh đến như vậy nếu nói hắn là kiếm của mạc vấn thì vấn đề đã được giải quyết rồi thật ra hắn cũng đang khôi phục thực lực, ngươi cảm thấy đúng là vậy. Chiến vương cười ha hả nói, đừng nói như vậy, ta cảm thấy ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi cố ý nói như lọt vào trong sương mù, muốn cho ta xác định hắn là kiếm mạc vấn sao. Đừng ngốc, ta có dễ bị lừa như vậy sao, kỳ thật ta cũng đoán được một chút, có thể biết được ai là kiếm mạc vấn. Chẳng qua thôi, có một số việc khó mà nói, không có chứng cứ, phiền toái. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy, mở một lỗ hồng, để ta đi vào, nếu không lát nữa ta sẽ đánh nát tử cái sơn, ngươi đừng trách ta không chào hỏi trước. Ngươi không phải cấp đế, tùy tiện xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sao, thật cho rằng ta bị bùn bóp sao, ta cách đế cấp không xa, chiến đấu mấy trăm năm, đừng nói vật chết, ngươi bây giờ đi ra, hai ta đơn đấu, ngươi có tin ta đánh chết ngươi hay không? Chiến vương vẻ mặt khiêu khích, lại đấm ra một quyền. Đúng lúc này, chiến vương đã nhìn thấy một mảnh đỏ như máu ở phía trước. Đế mộ, nhưng phía trước cũng có rất nhiều khe nứt màu đen và phong cấm trong suốt. Hắn giống như nhìn thấu khe hở cùng phong cấm, thấy được tòa đế cung kia. Nhìn lướt qua, chiến vương bỗng nhiên than thở, vào đi. Tòa cung điện này có chút vấn đề, tiến vào e rằng có chút phiền phức. Công vô tử, tốt nhất là bọn họ không có việc gì, có việc. Các người phiền phức lớn rồi. Tưởng thiên minh, có một số việc so với tưởng tượng của ngươi còn phức tạp hơn. Thôi đi, ta không muốn nghe những thứ này. Hai tiểu tử nhà ta có việc, ta tìm ngươi gây phiền toái, chỉ đơn giản như vậy. Đừng tưởng rằng có cái mai rùa thì ghê gớm lắm. Trong lúc nói chuyện, Chiến Vương bỗng nhiên giơ quyền đánh lên phía trên. Ầm ầm ầm, toàn bộ tử cái sơn giống như đang rung động, từng luồng tinh thần lực vô cùng cường đại phản kích Chiến Vương, bốn phía khe nứt không gian xuất hiện. Chiến Vương tùy ý để vết nứt cắt, trên nhục thân bị cắt ra từng vết máu. Tinh thần lực phản kích bộc phát ra từng đợt triều tịch trong hư không. Nhưng chiến vương vẫn không ngừng, liên tiếp oanh kích hơn trăm quyền, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng rắc rắc rất nhỏ. Lúc này chiến vương mới thu tay lại, sắc mặt hơi trắng bệch, cười nhạo nói cái mai rùa cũng chỉ như vậy thôi. Chẳng muốn hủy đi từ cái sơn mà thôi, có lẽ đây vẫn là nhà của ông đây, trông cậy vào điều này thật sự cho rằng có thể bảo vệ các ngươi. Bên trong giới vực, công vũ tử khẽ thở dài, cần gì phải vậy chứ? Thoải mái, ngươi không phục sao, chiến vương cười nhạo rồi tiếp đó xoay người thối lui, không tiến lên nữa công vô tử lại thở dài đánh nát phong cấm cũng không có ý nghĩa gì linh thức của ngươi bị thương không nhẹ không cần cố gắng trở về chữa thương đi ta bị thương ta cường trang chiến vương đột nhiên phẫn nộ xoay người lại liên tiếp đánh ra mấy chục quyền giác lúc này toàn bộ tử cái sơn không ngừng rung động phong cấm trong suốt cũng vang lên tiếng dạn nứt không ngừng chiến vương mắng vài câu hư lạnh nói còn dám nói nhảm giết chết lão bất tử nhà ngươi bỏ lại lời này chiến vương nhanh chóng thối lui thẳng đến khi hắn đi công vô tử mới khẽ lắc đầu chết vì sĩ diện mà chịu tội tưởng thiên minh lần này đi ra ngoài không chữa thương mấy tháng cũng khó mà khỏi hẳn nhưng quả thực đã mạnh lên rồi công vô tử có chút cảm khái đại đạo đi xa hơn năm đó lúc ra ngoài còn không có mạnh như vậy hiện tại mạnh hơn rất nhiều xem ra những năm này sư đệ tiến bộ không nhỏ khoảng cách đế cấp cũng không phải quá xa đại đạo của chiến vương dựa theo phép tính hiện tại, đi ít nhất 8.000 mét. Mặc dù chỉ có một con đường, nhưng cũng là loại cực mạnh, nếu thật sự so sánh, phong vương thật sự chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà cho dù như thế, vẫn còn có chút tranh lệch với đế cấp. Chiến vương đi xa tự nhiên không có tâm tình để ý hắn nói cái gì, ra khỏi thông đạo, không nói hai lời, tìm một chỗ không người bế quan. Kích động rồi, vừa rồi mấy trăm quyền đánh ra, thiếu chút nữa đã đụng nổ tinh thần lực của hắn. Phong cấm của Tử Cái Sơn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Bất quá thua người không thua trận, dù là bị thương cũng phải để cho người ta nhìn chiến vương hắn cũng không phải dễ trêu, lão già công vô tử kia còn dám cười nhạo hắn, lần này tha hắn một mạng, lần sau trực tiếp đánh nổ mai rùa của hắn. Chiến vương rời khỏi Tử Cái Sơn, trước khi đi, giống như ở trên nhánh sông cấm kỵ nhìn thấy thứ gì kỳ quái, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù là cường giả như hắn cũng không thấy rõ ràng, nhìn lại đã không còn gì nữa. Chiến Vương nhìn lướt qua cũng không quản nhiều, cấm kỵ hải thần bí vô cùng, hắn cũng lười quản chuyện của cấm kỵ hải. Ngay khi Chiến Vương rời đi không lâu, trên nhánh sông cấm kỵ, bóng người rảo hoạt chậm rãi từ trong nước trồi lên. Thương Miêu tiếp tục ăn vào cái bàn nhỏ của mình, kỳ quái nói tiểu mập mạp bị thương nha. Phương Viên ngơ ngác nhìn nó, có nhóc mập nào thế? Thương Miêu thấy nàng tò mò, giải thích chính là đời trước của ngươi, cũng là cọ lông cho bản miêu. Phương Viên mặt đen, xoát lông còn có truyền thừa, thương miêu cũng mặc kệ nàng, lúc này nhìn về phía giới vực, trong biển vốn có rất nhiều yêu thú, giờ phút này nơi đây không có một con, thương miêu cũng vui vẻ thanh nhàn, lười quản. Nhìn giới vực chi địa một hồi, thương miêu lại nhìn về phía đế phần bên trong giới vực chi địa, mặt mèo nghiêm túc đến cực điểm. Ngay tại thời điểm phương viên muốn hỏi, thương miêu cao mặt mèo nói, khuôn mặt mập mạp, gãi gãi cho bản miêu, không thoải mái, bản miêu phải suy nghĩ sự tình. Phương viên thiếu chút nữa thì thổ huyết, người nghiêm túc như vậy là muốn người khác gãi ngứa cho ngươi à? Một con mèo, giả bộ nghiêm túc dọa người làm gì? Đừng nói, vừa rồi mặt mèo căng lên còn rất đáng yêu, nếu như xem nhẹ sự cường đại của con mèo này. Phương viên im lặng thì im lặng, nhưng cũng rất thích cào mèo, tiến lên gãi ngứa cho thương miêu. Thương miêu tỏ vẻ hưởng thụ, tiếp tục ăn, lười biếng nói, kiếm chu thiên sắp ra ngoài rồi, đợi chút nữa thu rồi chúng ta có thể trở về nhưng hình như kiếm chu thiên bị tiểu kiếm lấy ra ép thứ gì đó. Làm bẩn kiếm của ta, thật đáng ghét, thương miêu nói thầm một hồi, lại nửa mở mắt nhìn về phía đế mộ, nhìn một hồi, không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía dưới vực chi địa. Hình như là thấy được công vô tử, mèo mun bỗng nhiên dựng lên móng vuốt mèo, cho một ngón giữa thật to. Sư phụ của tiểu kiếm thật đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều muốn cào hắn, tâm nhãn đặc biệt nhiều, luôn muốn kiếm tiện nghi. Thương miêu khinh bỉ một hồi. Công vô tử đặc biệt phiền, nhét tiểu kiếm vào, lại nhét tiểu mập mạp, nhét xong còn muốn nhét người khác, mới không cho ngươi được như ý. Động tác này của nó khiến phương viên ngây người. Con mèo này, học ở đâu vậy, đừng nói, có hình có dạng, móng vuốt dựng thẳng lên đặc biệt rõ ràng. Bên trong giới vực, một móng vuốt mèo dựng thẳng lên cao cao, giống như hiện ra ở bên trong khu vực giới vực. Công vô tử hình như là thấy được, hình như lại không thấy được, nhìn về phía cấm kỵ hải bên ngoài, khẽ nhíu mày, là ai tới. Cùng lúc đó, bên trong đế mộ, chiến thiên cung, mọi người vừa mới tiến vào, lão vương phun ra một ngụm máu tươi, hô hấp rồn rập, cắn răng nói trái tim. Tim đập rộn ràng, trái tim sắp nổ tung rồi, thật can đảm, phương bình quát khẽ một tiếng, trường đao hiện ra, trực tiếp bổ về phía đế nhạc. Lý lão đầu cũng chém ra một kiếm, thiết quyền của điền mục đã sớm ngăn cản đường đi. Ba người không nói hai lời, trực tiếp ra tay với đế nhạc. Tinh thần lực của đế nhạc kịch liệt dao động nói, hiểu lầm, các khách quý hiểu lầm rồi. Ba người cũng không nói tiếng nào, quyết định chủ ý trước bắt nó lại nói. Ngay trong nháy mắt khi bọn họ tiến vào, cửa lớn chiến thiên cung bỗng nhiên tự động đóng kín, Phương Bình lo lắng có bẫy, cho dù không có chuyện này, cũng sẽ không để cho đế nhạc cường giả cửu phẩm như vậy đi theo bên cạnh bọn họ. Lo trước khỏi hỏa, không thể không đề phòng người, trước khống chế lại, sau đó thật sự là hiểu lầm, đến lúc đó lại nói. Hiện tại, cường giả như vậy ở bên người, bọn người phương bình còn phải đề phòng nó phản kích bất cứ lúc nào ba người liên thủ thực lực cũng cực kỳ cường hãn đế nhạc hình như không dám lộn xộn cành cây quét ngang phảng phất không dám phá hư những kiến trúc kia có chút bó tay bó chân kể từ đó thực lực của ba người cũng sẽ không yếu hơn nó trong nháy mắt mấy cành cây trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy trên thân cây đế nhạc lộ ra hai má giả nua có chút phẫn nộ các khách quý có ý gì tiểu yêu thành tâm đối đãi các ngươi đầu hàng trước vì sao lão vương lại xảy ra chuyện, ngươi dám tính kế chúng ta, muốn chết. Phương Bình khẽ quát một tiếng, trường đao quét ngang lần nữa, hư không nổ tung. Một đao này quét ra, trực tiếp chặt đứt một cành cây tráng kiện của đối phương. Đế nhạc cũng triệt để nổi giận, không hề cố kỵ, như là mọc ra vô số bàn tay, nhao nhao hướng Phương Bình đánh tới. Lý lão đầu nhân cơ hội một kiếm chém ra, chặt đứt mấy cành cây của đối phương. Thiết quyền của Điền Mục đánh thẳng vào thân cây đối phương. Bên cạnh, áo giáp của Lý Hàn Tùng hiện ra, bảo vệ mấy người lão vương. Mấy người Phương Bình vừa ra tay, hắn liền biết mấy tên này chuẩn bị bắt đối phương rồi nói sau. Trông cậy vào mấy tên này trung thực giữ quy củ, đó thật sự là đánh giá cao bọn họ. Đế Nhạc đi theo tiến đến, cửa lớn đóng lại, mấy vị này không có chuẩn bị tuân thủ quy củ. Lý Hàn Tùng thấy ba người chiếm ưu thế tuyệt đối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía lão vương, trầm giọng nói, không sao chứ? Trái tim lão vương vẫn còn đang thở hổn hển lão nhìn về phía sâu trong cung điện thở dốc nói ta ta thật giống như đã biết là cái gì rồi trái tim trái tim trái tim của ta lấy được trái tim của kiếp trước của ta lời này vừa nói ra cho dù mấy người phương bình đang giao chiến cũng biến sắc trái tim trái tim lão vương ở đây không trái tim lão vương kiếp trước ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mạc vấn kiếm từ đâu lấy được đế nhạc cũng nghe được lời này nó cũng hiểu ngôn ngữ nhân loại phương bình bọn hắn không ngoài ý muốn mạc vấn kiếm nếu là chủ nhân của bọn hắn những thứ này cũng không kỳ quái mà lúc này đế nhạc cũng nhịn không được nhìn về phía lão vương trái tim trái tim của người này đang ở đế cung nói như vậy trong lòng đế nhạc nổi lên vô số ý niệm vội vàng truyền âm nói chư vị tạm thời dừng tay tiểu yêu cũng không có ác ý phương bình bọn hắn nào quan tâm những thứ này phương bình vừa ra tay vừa quát thúc thủ chịu trói không giết ngươi nếu như người thật sự không có ác ý, sau đó ta tự nhiên sẽ xin lỗi bồi thường tổn thất. nếu không, giết người cũng uổng công. bó tay chịu chói, Điền Mục và Lý Lão đầu cũng quát lớn. một cường giả bản nguyên sáu bảy đoạn, bọn họ sẽ không cho phép uy hiếp như vậy ở ngay bên người, quá dễ xảy ra chuyện. Đế nhạc thấy ba người không ngừng tay, cũng là bất đắc dĩ. một lát sau, tinh thần lực thở dài nói thôi, tiểu yêu không phản kháng nữa là được. chư vị khách quý, thật sự là. Nó cũng không biết nên nói cái gì, mấy người phương bình lại mặc kệ nó. Thấy nó dừng tay, ba người nhanh chóng tiến lên bắt lấy thân cảnh, hành động giam cầm nó. Phương bình trong tay xuất hiện một cái vòng thủy tinh, không nói hai lời, trực tiếp phóng to vòng thủy tinh, trỏng lên trên huyết thụ. Đế nhạc nhìn thấy thủy tinh hoàn, đầu tiên là mờ mịt, chờ thủy tinh hoàn đem nó bao lấy, lúc này nó mới bất ngờ nói, khởi động vòng ngự thú thương sơn. Phương Bình cũng không giải thích, cảm ứng một phen, lúc này mới nói, thần binh bát phẩm, giam cầm ngươi rất khó. Nhưng mà ngươi muốn tránh thoát, cũng cần một chút thời gian, đến lúc đó đừng trách chúng ta trực tiếp ra tay đánh chết ngươi. Tiểu yêu cũng không có ác ý. Phương Bình lại lười nghe, nhìn thoáng qua bốn phía, bọn hắn bây giờ đang ở trong một cái sân nhỏ phía sau đại môn cung điện, phía trước sân mới là chính điện, cũng có mấy gian thiên điện. Tiếp theo Phương Bình cũng nhìn về phía Lão Vương, mở miệng nói trái tim ở đâu. Sâu trong, đó là tầm cung của chủ nhân. Đế nhạc giải thích một câu, Phương Bình thì đỡ Lão Vương dậy, nhanh chóng đi vào chỗ sâu. Trước tiên giải quyết xong chuyện của Lão Vương rồi tính, lần này có lẽ có thể biết một ít chuyện cũ của Lão Vương, trái tim của người này thế mà đều bị người lấy được, chẳng lẽ kiếp trước trái tim còn sống hay sao? Bằng không, không đến mức ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy. chương 882, đóng gói mang đi, Phương Bình đỡ Lão Vương, một đường đi về phía trước. Cung điện thoạt nhìn quỷ dị, trên thực tế như tiểu viện ở chung nhà, rất là mộc mạc hai bên đường giống như có hố cây phương bình nhìn thoáng qua nhìn về phía đế nhạc bị giam cầm đế nhạc truyền âm nói không sai năm đó chúng ta cắm dễ ở nơi này những yêu thụ này năm đó cắm dễ ở đây phương bình suy nghĩ một chút rồi hỏi các người cắm dễ từ thời thượng cổ hay là trồng kiếm của mạc vấn sau này không biết đế nhạc giải thích chúng ta có linh trí là ở ngàn năm trước trước đó tiểu yêu chỉ là cây cối bình thường bọn chúng rốt cuộc là ai trồng nói không rõ mạc vấn kiếm cũng sẽ không giải thích điều này phương bình không hỏi lại cũng không quan tâm một ít phòng ốc thiên điện bốn phía đi thẳng đến chủ điện chủ điện cũng không phải là nơi lão vương cảm ứng được nhưng tầm cung của mạc vấn kiếm lại ở ngay phía sau chủ điện kẹt kẹt một tiếng cọt kẹt truyền đến chủ điện nhiều năm chưa mở ra được lão vương thúc đẩy chậm rãi mở cửa điện ra hoàn toàn khác biệt với sự huy hoàng trong ấn tượng trong chủ điện mấy cái ghế đá vô cùng đơn giản có chút lộn xộn ghế chủ nhân phía trên cũng chỉ là vật liệu đá giống như những ghế ngồi khác. Rốt cuộc là tảng đá gì, Phương Bình sờ một chút, không thể phân biệt ra được. Có thể tưởng tượng được, năm đó chủ nhân nơi này mời dăm ba hảo hữu ở trong đại điện tâm tình võ đạo, nhìn phong cách, tính cách chủ nhân tương đối nhàn tản, cũng không phải loại người bá đạo. Chiến thiên cung, có chút hữu danh vô thực, đại điện có tên không? Không có, đế nhạc suy nghĩ một chút bổ sung, chủ nhân từng nói, chiến thiên cung chi chủ, ở thời kỳ thượng cổ vô cùng cường đại, nhưng cũng vô cùng điệu thấp. Trong tam giới, người biết được Chiến Thiên Cung chi chủ cũng không nhiều, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, ở thiên giới có phát hiện. Lúc này mới biết được, trong thời kỳ thượng cổ còn có cường giả như Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế, Phương Bình có chút nghi ngờ nhìn lão vương, nơi này là của lão vương sao? Hẳn không phải chứ, nếu là như vậy, làm sao trái tim của hắn lại ở trong nhà mình? Nhưng nếu không phải, lão vương vừa mới đẩy ra Chiến Thiên Cung nếu nói là ma đế an bài cái này cũng chưa chắc a à. phương bình có chút đáng tiếc thương miêu không có ở đây có lẽ thương miêu ở đây cũng biết một chút con mèo kia tuy rằng không đáng tin cậy nhưng đôi khi thuận miệng nói vài câu đều có thể mang đến cho người ta một chút dẫn dắt mạc vấn kiếm để lại cho chúng ta cái gì tiểu yêu không biết khách quý đã cảm ứng được vậy hẳn là vật chủ nhân lưu lại phương bình không nói gì nữa suy nghĩ một chút muốn di chuyển một cái ghế nhưng lại không cách nào di chuyển lập tức nhíu mày. Đế nhạc có chút bất đắc dĩ nói, vật nơi đây, năm đó bị cường giả vô thượng quanh năm suốt tháng sử dụng, đã sinh ra biến hóa, chủ nhân từng nói, những vật này, năm đó chỉ là tảng đá bình thường, về sau bị chiến thiên đế sử dụng nhiều năm, đã thấm đẫm đế uy, có thể so với cao đẳng thần võ. Dưới tình huống bình thường, cũng không cách nào di chuyển, cùng toàn bộ chiến thiên cung hòa làm một thể. Phương Bình sờ sờ cầm, cười nói, đây là đồ vật của Lão Vương, sau này vật quy nguyên chủ, cùng nhau mang đi. vương Kim Dương cười cười cũng không tiếp lời, Phương Bình không quan tâm những thứ này nữa, đại điện có thông đạo thông hướng nhà ở, Phương Bình đỡ lão Vương đi ra phía sau. Ngay khi bọn họ đi tầm cung, bên ngoài chiến thiên cung, một đám người chém giết đẫm máu, chém giết toàn bộ huyết yêu. Lúc này, bên ngoài chiến thiên cung, 18 vị đế huyết thụ đều đến, liên thủ chặn cửa lớn chiến thiên cung. Phía trước đế huyết thụ là một cây huyết thụ cao lớn vô cùng, tinh thần lực dao động nói kiếm nhất, người còn dám trở về. Trong đám người, kiếm khí của yêu kiếm khách sông lên trời, tinh thần lực đáp lại tại sao không dám. Đế huyết, mở chiến thiên cung ra, chiến thiên cung chính là vật của chủ nhân, đế huyết, đến bây giờ người còn muốn giả bộ sao. Trên thân thể yêu kiếm khách cũng hiện ra một gương mặt người trung niên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bọn phương bình tiến vào. Đế huyết thụ nhất tộc các người muốn phóng thích những đại đế kia, tâm tư này đáng chém. Chư vị, đánh diệt đế huyết thụ nhất tộc, tiến vào chiến thiên cung, thừa dịp phong cấm còn chưa vỡ vụn, diệt sát ý chí của những đại đế kia, đừng để cho những đại đế tràn ngập oán niệm này phục sinh. Tinh thần lực của yêu kiếm khách hét lớn, xem ra có lòng lập tức giết lên. Đế huyết thụ một phương, đế huyết cao lớn cả giận nói, kiếm nhất, những năm này ngươi còn yêu ngôn hoặc chúng. Những đại đế kia sớm đã chết, giờ phút này chỉ còn sót lại chút ít, chủ nhân đế cung, người ngoài không được bước vào. ngươi dẫn những người này vào đế cung, thật sự cho rằng bản tọa không biết mục đích của ngươi. Buồn cười, hai góc yêu thực, ngươi một lời ta một câu. Trong đám người, chữ huyến vũ có chút không kiên nhẫn, trường thương hiện ra, bành một tiếng đâm vào mặt đất, toàn bộ đế phần giống như đều có chút rung động. Các ngươi cầm miệng, sắc mặt cù huyến vũ lạnh lùng, quát lên tránh ra. Lão phu muốn vào đế cung, triệu hưng vũ lưng đeo trường đao, cũng lạnh lùng nói, ân oán của các ngươi, triệu mỗ không quan tâm. Ai là phản đồ, không quan hệ gì đến chúng ta. Tránh ra, mở đế cung ra, bằng không hôm nay các người đều phải chết. Bọn họ căn bản không quan tâm đến cùng ai là phản đồ, cái này cùng bọn họ có quan hệ gì. Mục đích của mọi người đều là đế cung. Lần này có nhiều người tới như vậy, cũng chết rất nhiều người. Ở bên ngoài, không ít người chết trong khe nứt không gian. Ở bên trong, huyết yêu giết không ít người. Lúc tiến vào, nhân loại cùng yêu tộc có hơn 100, hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 40. Nếu không phải đám người côn bằng huyến vũ cường đại, chém giết huyết yêu đông đảo, có thể sẽ chết càng nhiều người hơn. Nhưng mà yêu thực trước mắt, cũng có 18 vị, 8 vị cửu phẩm cảnh, cũng là một cỗ thế lực không kém. Mọi người sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là lo lắng lại có người vẫn lạc, được không bù mất. Bọn họ đang tranh luận, đám người phía sau, Vương Nhược Băng truyền âm nói, sư tỷ đây là chiến thiên cung. Vương Hàm Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hỏi, sư muội biết nhau nàng không biết đến chiến thiên cung. Vương Nhược Băng suy nghĩ một chút mới nói, hình như từng nghe nói qua, năm đó thiên giới ngoại trừ chư hoàng gia, cũng có một số cường giả đặc thù ẩn thế không ra, ẩn cư ở thiên giới. Ngoại trừ đệ tử môn nhân của các môn nhân hoàng, những người này cũng hùng bá một phương ở thiên giới, khai sáng đạo tràng. Chiến thiên cung, chiến thiên đế, ta hình như nghe người ta đề cập qua một lần. Năm đó phụ thân cũng từng nói chiến thiên đế là một trong những cường giả tuyệt đỉnh trong số các đế tôn, nhưng thời gian quá lâu, ta cũng không nhớ có phải là nói chiến thiên đế hay không. Vương Nhược Băng như có điều suy nghĩ, lại nói, phụ thân lần này để cho ta tới, có lẽ chính là vì bảo vật bên trong chiến thiên cung. Chiến thiên đế vô cùng cường đại, khả năng có bảo vật có thể chữa trị cho ta. Vương Hàm Nguyệt chưa từng nghe nói đến chiến thiên đế, không khỏi nói, chiến thiên cung hình như bị ma đế chiếm đoạt, thật sự còn lưu lại đồ vật sao. Cường giả như ma đế, cho dù chiếm cứ chỗ ở của chiến thiên đế, cũng sẽ không thay đổi lung tung, một ít bảo vật, mà đế cũng chưa chắc để ý. Vương Nhược Băng ngược lại là lạnh nhạt, mà đế cường giả như vậy, bảo vật bình thường chỉ sợ cũng sẽ không nhìn nhiều. Cho dù là đồ tốt, nên đặt ở đó vẫn sẽ đặt ở đó. Đây chính là sự kiêu ngạo của cường giả, cho dù hắn cầm Chiến Thiên Cung đi, cũng sẽ không phá hư. Vương Hàm Nguyệt gật đầu, nhanh chóng nói, vậy nhất định phải tiến vào mới được. Bọn Phương Bình đã tiến vào, một khi đồ vật bị bọn họ cầm đi, muốn lấy lại khó khăn. Phía trước mấy người côn bằng huyến vũ đã bất mãn đến cực điểm hai vị cường giả lúc này cũng ra tay lần nữa trực tiếp xông vào trong trận doanh đế huyết thụ giao chiến vương hàm nguyệt nhìn một hồi lại nhìn về phía yêu kiếm khách hơi nhíu mày gốc kiếm thụ này lúc này ngược lại không có ra tay cũng không biết đang nghĩ cái gì nó không ra tay ngô xuyên lại là vô thanh vô tức cầm kiếm giết ra ngoài bọn phương bình đều đi vào hiện tại ai biết tình huống như thế nào bên ngoài chém giết kịch liệt mấy người phương bình lại không hề phát hiện tiến vào chiến thiên cung tất cả mọi thứ bên ngoài giường như đều không nghe được không cảm ứng được sau chủ điện là một tiểu viện yên tĩnh trong sân trồng một ít hoa cỏ phương bình lúc này không chú ý tới những hoa cỏ này mà trước tiên nhìn về phía cái bia bắn tên trong sân kia đúng vậy mục tiêu hình như là chủ nhân tiện tay chế tạo rất thô giáp bị tùy ý treo ở trên tường vây hậu viện trên bia ngắm hình như có chút dấu vết bắn tên năm đó chủ nhân có lẽ nhàm chán Tiện tay làm một cái bia ngắm, tùy ý thử bắn tên. Đế nhạc thấy hắn nhìn về phía bia ngắm, truyền âm nói, chủ nhân đã nói qua, Chiến Thiên Đế chiến pháp đã tới đỉnh phong, tiến pháp vô song. Thời điểm đỉnh phong, có lẽ có thể chiến hoàng giả, cường giả cực đạo chân chính, đã mở ra lối riêng, đi ra đạo của mình, khai sáng đạo của mình, không còn đi theo đạo cũ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là mệnh vẫn thiên giới, không bao giờ phục chiến uy của thiên địa nữa. Phương Bình nhìn về phía lão Vương, thiết Đầu cũng nhìn lão Vương vẻ mặt dại ra. Ý gì, Lão Vương là chiến thiên đế sao, nhưng mà chiến với hoàng giả, nói như vậy, ta cũng thế, ai ân hết sờ cầm, nói như vậy, năm đó ta cũng rất trâu rồi. Vậy rốt cuộc chúng ta chết như thế nào, hay là nói, không phải tử vong, tự mình tịch diệt, lựa chọn chuyển thế. Không đúng, trái tim của Lão Vương vẫn còn ở đây, sắc mặt của thiết đầu bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nếu thật sự tự phong ấn mình, cần phải tàn nhẫn với mình như vậy sao? Chém đứt trái tim, ai đã móc trái tim của lão Vương ra? Giờ khắc này, Thiệt Đầu bỗng nhiên có dự cảm không tốt, ai có thể đào trái tim của hắn ta lên? Móc ra rồi, tại sao lại bị ma đế lấy được? Lão Vương không nói chuyện, bước chân dã rời về phía trước vài bước, đi đến bên tường vây, sờ sờ cái bia ngắm có chút hư hại kia, sau một lúc lâu mới khẽ cười nói, chỉ là đá bình thường, không khác lắm với ghế ngồi trước đó. Điền Mục cũng tiến lên nhìn một chút, than thở, lúc này mới đáng sợ đến cảnh giới như chúng ta bia bắn đá bình thường làm tùy ý một kích chính là nát bấy ta xem vết tên nhập ba phân nhưng chỉ có vết tên không có bất kỳ khuếch tán ngay cả vết nứt cũng không có đến cảnh giới kia còn có lực khống chế như vậy chiến thiên đế chỉ sợ độ khống chế lực lượng cao tới trăm phần trăm đây là vị cường giả đầu tiên mà bọn họ nhận thức có thể khống chế trăm phần trăm lực lượng cường giả cấp đại đế dư ba khuếch tán hủy thiên diệt địa nhưng một mũi tên của đối phương bắn ra đừng nói giữa âm trên mục tiêu bằng đá ngay cả một chút vết dạn cũng không có điều này có ý nghĩa gì ý nghĩa lực lượng của đối phương là hoàn toàn ngưng tụ ở bên trong mũi tên nho nhỏ kia không có chút tràn lan nào việc này bọn người phương bình đều làm không được dạng bia tên này để phương bình đến bắn bắn thủng nổ tung đều là cực kỳ dễ dàng nhưng chỉ để lại vết tên không còn cái gì khác khó phương bình nhìn lão vương một cái cười nói hiện tại thế nào hơi đỡ một chút vương kim dương cười nói trái tim vừa rồi có dấu hiệu nổ tung bây giờ hình như đã bình tĩnh hơn rất nhiều nơi này đợi một lát có chút an tâm trong mắt lộ ra một chút buồn bã có lẽ nơi này thật sự là của hắn thật ra hắn cũng thích loại bố trí này tiểu viện nhà ở lúc nhàn hạ trồng các loại hoa nuôi cỏ muốn luyện võ ăn cho đỡ nghiện bổ mấy đao bắn mấy mũi tên là nơi hắn ngưỡng mộ chiến thiên đế năm đó từ bố cục của những nơi ở này mà xem cũng không phải là loại người kiêu ngạo, cũng không phải loại người theo đuổi bá đạo. Nhưng như vậy thì đã sao? Cuối cùng, đối phương vẫn bị tiêu diệt. Vương Kim Dương ánh mắt ảm đạm, thế đạo này, người lạnh nhạt, lánh đời, căn bản đều là chuyện không thể nào. Người đã đến nước đó, người không tranh, có người buộc người tranh. Trong tiểu viện, hoàn cảnh yêu nhã, giống như năm đó, giống như chưa bao giờ thay đổi. Nơi này cũng không có dấu vết đại chiến. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Phương Bình đã nhìn về phía những hoa cỏ kia, những hoa cỏ này hình như không phải là sau này cấy ghép, mà là một mực sinh tồn ở đây. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm tháng rồi, lại còn không có héo rũ, không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, thật nếu là hoa cỏ cây cối năm tháng kia, dù cho không khô héo, lúc này cũng thành tinh, vì sao không có trở thành yêu tộc? Đế Nhạc, những hoa cỏ này là ai trồng? Vẫn luôn có, Đế Nhạc nhìn về phía những hoa cỏ cây cối kia, giống như có chút tham lam. Phương Bình liếc nó một cái, cười nhạt nói kỳ quái những hoa cỏ này thế mà không có thành yêu tộc đế nhạc giải thích nơi đây chính là nơi chiến thiên đế thường xuyên cư ngụ đế uy nồng đậm ước chế yêu tộc sinh ra linh trí cường giả cấp đại đế yêu thực bên người gần như đều sẽ không thành yêu trừ phi cố ý bồi dưỡng năm xưa chúng ta cũng trồng ở ngoại viện cộng thêm hấp thu đế huyết mới có thể sinh ra linh trí nói cách khác bên cạnh đại đế không có yêu tộc chỉ cần cường giả cấp đại đế không cố ý đi làm vậy những yêu tộc này vĩnh viễn sẽ không thể thành yêu những hoa cỏ cây cối này cũng như thế đầu tiên là chiến thiên đế ở lại nơi này tiếp theo ma đế cũng chuyển đến nghĩ đến đây phương bình bỗng nhiên có chút kinh ngạc nhìn về phía hai tòa nhà phía trước một tòa phía sau hình như có chút không hợp với hoàn cảnh giống như về sau tăng thêm đế nhạc cũng có nhãn lực thấy thế lần nữa giải thích nói bên phải đó là chỗ chủ nhân ở chủ nhân nói không tu hú chiếm tổ chim khách làm hàng xóm với chiến thiên đế là được bên trái là chỗ chiến thiên đế năm đó ở, bên phải là tẩm cung chủ nhân xây dựng sau này. Làm màu, Phương Bình cũng không có ý tứ cùng chung chí hướng gì, bĩu môi nói, chiến thiên cung đều đoạt, còn không tu hú chiếm tổ chim khách. Đây không phải sĩ diện là gì, có năng lực, người đừng muốn chiến thiên cung A. À. Hắn không có hảo cảm gì với ma đế, trước kia còn tốt một chút, lần này làm như lọt vào trong sương mù, hắn rất tâm tức. Nhất là trái tim của Lão Vương, trái tim kiếp trước của Lão Vương lại ở đây, Phương Bình biết, Cùng Ma Đế quan hệ đại khái không lớn, Ma Đế không phải nhân vật thời kỳ kia, có thể dùng trái tim làm mồi nhử, vẫn là để cho người ta không thoải mái. Chiến Thiên Đế, Phương Bình nhìn về phía lão vương, lão vương thật sự là chủ nhân nơi này sao? Chiến Thiên Đế, là tồn tại mà Ma Đế cũng khâm phục, Ma Đế mạnh cỡ nào? Trước kia không rõ ràng, hiện tại rõ ràng, một mình chiến đấu với hơn 10 vị đại đế, đánh chết nhiều người, bản thân thế mà không chết, đây chính là Ma Đế chỉ sợ những người lão trương này đã đánh giá thấp ma đế. Bảng chiến lực mà lão trương đưa cho, Trấn Thiên Vương mới là thứ nhất, Trấn Thiên Vương có thực lực này sao? Phương Bình Hoài nghi nghiêm trọng, hơn 10 vị cường giả cấp đại đế, một vị cường giả cấp đế, đối phó hai ba vị chân vương bình thường không có vấn đề chứ. Chiến vương cũng tiếp cận đế cấp, còn không phải đế cấp chân chính, hắn đối phó hai vị chân vương không thành vấn đề. Đến đế cấp, đối phó ba bốn vị có lẽ cũng được. Đây chẳng phải là nói, một mình ma đế có thể đối phó bốn năm mươi vị cường giả chân vương. Bởi vì đế cấp còn chưa biến chất, không tới thời điểm kéo ra tranh lệch cực lớn, cường giả cấp chân vương vẫn có thể vây giết đối phương, dù là lão trương, hiện tại có hơn 10 vị chân vương vây giết hắn, hắn cũng lơ lửng, rất có thể bị đánh chết. Vậy ma đế thì sao? Đối phó hơn 10 vị đại đế, chân vương có thể so với bốn năm mươi, kiếp trước lão vương mạnh như vậy sao? Không, có lẽ càng mạnh hơn. Ma đế nói có lẽ có thể chiến với hoàng giả, nghe khẩu khí của đế nhạc mà đế nói lời này chỉ sợ là cảm giác mặc cảm nói như vậy còn phải cường đại hơn ngay tại lúc phương bình nghĩ tới những thứ này tưởng siêu bỗng nhiên cả kinh kêu lên ai mọi người đều cả kinh trước đó mọi người đều không phát hiện lúc này mọi người nhìn theo tầm mắt tưởng siêu chỉ thấy trên tầm cung bên trái hình như có bóng người đứng thẳng ngửa đầu nhìn lên trời đám người phương bình như lâm đại địch ai ở đó không hề có bất kỳ cảm ứng nào tất cả mọi người sợ hãi không thôi Người đi ra nơi này, chẳng lẽ là ma đế? Thời điểm mọi người đang sợ hãi, bóng người giống như thở dài một tiếng thật sâu. Không có âm thanh, trong đầu mọi người tự nhiên xuất hiện cảnh tượng kia, có người thở dài. Bóng người thở dài một tiếng, trong chớp mắt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Lý lão đầu bỗng nhiên nói, không phải người, hình như là hình chiếu. Điên mục cũng nói, không sai, có thể là năm đó có cường giả dừng lại ở đây. Không, có lẽ là do quanh năm dừng lại nơi này lưu lại một hình chiếu mọi người đều nhìn về phía lão vương đây là tầm cung của chiến thiên đế có người ở trên nóc nhà ngửa đầu nhìn trời thở dài cô độc không phải chiến thiên đế thì còn là ai hay là ma đế phương bình nhìn về phía đế nhạc trầm giọng nói nhân ảnh này người biết chuyện gì xảy ra không đế nhạc so với hắn còn kinh ngạc hơn vội vàng truyền âm nói tiểu yêu không biết tiểu yêu hậu viện cũng rất ít tới qua bất quá cũng không phải là chủ nhân bóng người rất hư ảo không nhìn ra hình dáng cụ thể phục sức cụ thể nhưng đế nhạc biết mạc vấn kiếm đương nhiên sẽ không nhận lầm đó không phải là mạc vấn kiếm thiết đầu không nhịn được nói lão vương đó là ngươi đúng không không có việc gì lên nóc nhà thở dài làm gì bị người ta quăng đi à vương kim dương liếc mắt nhìn hắn sắc mặt trắng bệch mặc kệ thiết đầu lại nói không phải phương bình nói chiến thần là nữ sao vừa rồi người kia là nam đúng không siêu thành quân cũng không nhịn được quát khẽ câm miệng. Lời của Phương Bình ngươi cũng tin, hắn nói cái gì ngươi tin cái đó. Hiện tại mọi người cũng không xác định chiến thiên đế có phải lão vương hay không, nhưng xác suất không nhỏ. Nhưng có phải hay không đã không còn quan trọng, hai tầm cung phía trước, giờ phút này còn đang chờ mọi người. Phương Bình nhìn một chút, lại nhìn về phía lão vương, lão vương mở miệng nói, bên phải, tầm cung ma đế. Trái tim hẳn là ở đó, kiếm của Mạc Vấn thật biến thái. Phương Bình mắng một câu, ngươi lấy trái tim người ta đặt ở trong nhà có ý gì vẫn là tẩm cung hơn nửa đêm thưởng thức trái tim chơi đùa vậy thì tiến vào chỗ có kiếm của mạc vấn trước hắn vừa muốn cất bước vương kim dương bỗng nhiên nói những đế thi kia ở đâu đế nhạc trầm mặc một lát chậm rãi nói hẳn là ở tẩm cung của chủ nhân phòng tu luyện của chủ nhân có một phong cấm ngầm ngày thường chủ nhân ở đây tu luyện trấn áp những đế thi này phương bình xác định kiếm của mạc vấn đúng là biến thái ngay cả thi thể của những đại đế kia cũng giấu vào trong tầm cung của mình, đây là đi ngủ cũng đi thưởng thức sao. Càng hiểu rõ, càng cảm thấy người này có bệnh, biến thái. Đế thi ở tầm cung, vương kim dương nhíu mày, nhìn về phía phương bình nói, vậy trái tim của ta có thể cũng ở bên phía đế thi, huyết yêu trước đó, ta đã cảm thấy có chút không đúng, quá mạnh, có thể không chỉ là đế huyết, còn có ảnh hưởng của trái tim. Đi vào rồi nói, cẩn thận một chút, vương kim dương nói một câu, tầm cung kiếm của mạc vấn, có lẽ mới thật sự là nguy hiểm. Mấy người vừa muốn cất bước, phía sau, Tưởng Siêu kinh ngạc nói, "Chư vị, những hoa hoa cỏ cỏ này đều là bảo vật. Thế mà không lấy, quá nằm ngoài dự liệu của hắn." Dù hắn cảm ứng không rõ ràng, cũng có thể cảm ứng được năng lượng nồng đậm của những hoa cỏ này có chút dọa người. Còn kinh người hơn cả những trái cây của đế huyết thụ, chí bảo đó. "Cái này cũng không lấy." Phương Bình vừa đi vừa nói, "Không vội, đợi chút nữa đóng gói mang đi, đừng đào lung tung lộn xộn." chỉnh thể mang đi đẹp một chút. Tưởng siêu nhe răng trợn mắt, được rồi, ta đánh giá cao các ngươi rồi. Ta đã nói rồi, nhiều thứ tốt như vậy, lần này Phương Bình nhìn thế nào cũng không thấy. Không ngờ đã sớm quyết định chủ ý, phải đóng gói tòa cung điện này mang đi. Tưởng siêu cũng lười nói, nhưng vẫn nhìn thoáng qua đế nhạc, Phương Bình không hái được quả của nó, đây cũng không bình thường. Không phải cũng chuẩn bị đóng gói mang đi chứ, cũng đúng a, à, chỉ lấy quả nhiều không phù hợp phong cách của Phương Bình. Không chừng quay đầu ngay cả thân cây cũng mang đi theo, thuận tay chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh. Tưởng Siêu có chút đồng tình nhìn về phía Đế Nhạc, người tốt nhất không tính kế Phương Bình. Không có tính toán, Phương Bình đại khái cũng sẽ không làm gì nó. Nhưng nếu có tính toán, cây này trở biến thần binh đi. Đế Nhạc bay về phía trước, đột nhiên cảm thấy có chút phát lạnh, hai gò má già nua từ phía sau hiện lên, nhìn thoáng qua Tưởng Siêu. Tưởng Siêu chửi nhỏ một câu, yêu thực thật khó coi thế mà trước sau đều có thể dùng như mặt mũi. chương 883, tùy bút lục, mạc phấn kiếm, bản đế nhất định phải giết ngươi. Giết, 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 mọi người vừa vào tầm cung, bên ngoài còn chưa có động tính, bên trong lại là tiếng hò hét lạnh lùng vang vọng không ngừng. Trong phòng chống trải, tiếng la giết không ngừng, mọi người cảm thấy da gà đều sắp nổi lên rồi. Oán độc, phẫn hận, không cam lòng, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong những âm thanh này. Trong phòng, giống như có hư ảnh hiện ra trong nháy mắt băng diệt trong chớp mắt lại nổi lên mấy đạo hư ảnh đầu đội miệng quan đế hoàng không ngừng hiện ra ở trong phòng tiếng oán độc cũng là đến từ những người này khi đám người phương bình đi vào đối phương giống như thấy được bọn họ một đạo hư ảnh tương đối ngưng thực bỗng nhiên nhìn về phía đế nhạc sau đó điên cuồng cười ha hả đế nhạc thả bản đế ra ngoài thả bản đế giúp ngươi thành chân thần chi vị đế nhạc mau thả bản đế hư ảnh có chút điên cuồng Mấy người phương bình cảnh giác đến cực điểm, đây là những đại đế kia, bọn hắn không chết. Trên thi thể, một ít linh thức còn sót lại nhiều năm sau đã thực sự khôi phục. Mà giờ khắc này, tinh thần lực của đế nhà cũng dao động nói, những đế tôn này, mấy năm trước căn bản không thể để linh thức hiện ra bên ngoài, xem ra chủ nhân không có ở đây, phong cấm càng ngày càng yếu. Nó nói chuyện, Phương Bình lại ra hiệu cho Lý Lão Đầu xem trọng nó, những đại đế này điên cuồng như thế, lại còn nhận thức đế nhạc, có lẽ trước đó hai bên đã từng trao đổi. Phảng phất cảm nhận được cảnh giác của đám người phương bình, đế nhạc giải thích, chúng ta hấp thu đế huyết trưởng thành, năm đó những đại đế này linh thức khôi phục, chúng ta cũng đã từng gặp qua mấy lần. Hư ảnh mặc kệ bọn hắn nói gì, tiếp tục gầm thét thả bản đế ra. Kiếm của mạc vấn giám nghịch thiên, nhất định phải chết. Nhất định phải chết, phương bình bị làm cho có chút đau đầu, có lòng một quyền đánh nát những người này là được rồi. Hư ảnh tổng cộng có ba đạo, đạo phía trước rõ ràng nhất, hai đạo phía sau có chút hư ảo phương bình cảm ứng một phen hư ảnh hẳn chỉ là một cái hình chiếu tinh thần lực không có lực sát thương quá mạnh nghĩ nghĩ phương bình mở miệng nói mấy vị đế tôn bình tĩnh chớ vội chúng ta lần này tới chính là vì giải cứu mấy vị đế tôn bất quá tục ngữ nói không có lợi không dậy sớm nhìn bộ dáng của các ngươi một ít thần chí vẫn phải có ta yêu cầu không cao đế tôn đem tuyệt học giao ra ta liền thả các ngươi làm càn phàm nhân các ngươi dám uy hiếp đế tôn, tội không thể tha, đáng chém, mau mở phòng ấn ra, thả bản đế ra ngoài. Ba hư ảnh đều giận tím mặt, trong mắt bọn họ, không vào chân thần, vậy đều là phàm nhân. Phàm nhân cũng dám áp chế đế tôn, quên đi, chẳng muốn nói nhảm với các ngươi. Phương Bình nghe giọng điệu điên cuồng này xong, cũng lười nói thêm cái gì, một quyền đấm ra, hư ảnh tướng lĩnh trực tiếp nổ nát. Thiết đầu điền ngục cũng nhao nhao xuất thủ, trong nháy mắt, ba đạo hư ảnh đế tôn đều bị triệt để nổ nát to gan, làm càn, lúc tinh thần lực của mấy vị đế tôn vẫn lạc vỡ vụn, lại có tiếng phẫn nộ truyền ra, giận không kềm được, sát ý ngút trời. Những phàm nhân này dám oanh kích linh thức của bọn họ, đại nghịch bất đạo. Đế nhạc cũng có chút kinh ngạc nhìn mấy người này, bất quá cũng không nói gì, dù sao chỉ là đế tôn vẫn lạc, hiện tại càng là một luồng tinh thần lực hình chiếu mà thôi, cũng không có thực lực, những người phương bình này tự nhiên không có gì cố kỵ. Đánh nát những tinh thần lực này, phương bình móc móc lỗ tai, thoải mái nói, cuối cùng cũng không ồn ào nữa, thoải mái hơn nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía Lão Vương nói, cảm ứng được trái tim ở đâu không? Vương Kim Dương khẽ gật đầu, chỉ vào một gian phòng kín ở sâu trong nói, ở đằng kia. Hẳn là ở dưới đất, Phương Bình gật đầu, lại nói tiếp, người hãy chậm rãi, trước tiên xem kiếm của Mạc Vấn có lưu lại vật gì hay không, đừng tùy tiện xông vào, rất dễ xảy ra chuyện. Được, tầm cung kiếm của Mạc Vấn cũng không nhỏ. Giờ phút này, Nơi mọi người đang đứng hình như là phòng tiếp khách mà hắn thường tiếp đãi người ngoài, ngoài ra còn có một số phòng. Mọi người ở phòng tiếp khách nhìn một chút, cũng không thấy có thứ gì tốt. Rất nhanh, dọc theo phòng tiếp khách đi một đoạn, một gian phòng kiểu mở hiện ra trước mắt mọi người. Thư phòng, nhìn thấy gian phòng này, tất cả mọi người đều biết đây là cái gì. Thư phòng, loại sách thủy tinh ở giới vực, Phương Bình nhìn thấy rất nhiều bản. Không chỉ là thủy tinh thư, còn có không ít sách gia thú. Mọi người ùa vào, tinh thần lực của đế nhạc hơi dao động một chút nhưng không mở miệng phương bình đi thẳng đến bàn đọc sách bàn sách rất mộc mạc giống như cũng là gỗ bình thường